Chờ sao. Rồi, vô nhé. Hôm nay các bạn sẽ qua phần phần 2. À, thì thầy nhắc lại là hôm trước phần phần 1 các bạn nào chưa có video, chưa có vắng tiết thì nhớ video lại nhé. Thì cái video đầy đủ rồi đó. Rồi hôm nay các bạn sẽ qua phần 2 với lại phần câu hỏi mở rộng luôn. Thầy quên nói. Còn cái câu hỏi mở rộng đấy nhé. Thì thầy nhắc lại lần nữa là cái tài liệu thầy vẫn còn đang bổ sung này trăm ba mấy trang rồi. Là thầy còn đang bổ sung chưa hết đâu. Nhớ là sẽ bao gồm có phần 1 ha. Rồi, bài lý thuyết á, phần 1. Lý thuyết nhưng mà cũng có hướng mở rộng luôn. Rồi hôm nay là học phần 2. Phần 1 thì chừng 3-4 câu à. Nhưng mà nó là câu lý thuyết, nghĩa là sẽ đại diện được cho nhiều câu khác luôn. Đó, thầy cho rất là nhiều nha. Rồi phần 2, hôm nay mình học phần 2. Rồi còn một cái nữa là phần 3. Rồi phần 3 ha. Đó, part 3 nè. Thì nó chuyên sâu hơn, có ghi rất là rõ. Cái hướng chuyên sâu luôn cho các bạn. Nói chung cũng chưa làm hết đâu, thầy còn đang bổ sung. Cho nên là những cái phần này thầy đang bổ sung từ từ. Rồi câu hỏi mở rộng này các bạn, questions thì cũng mới phần 1 luôn nhưng mà tới 100 câu nha. Và có sẵn mỗi câu hỏi là có sẵn luôn cái ví dụ cho các bạn luôn. Thì chút nữa là mình sẽ học 10 câu đầu, 10 câu đầu của 100 câu ha. Rồi cuối trang thì là thầy, cái đó là thầy ghi luôn bài giải. Bên dưới nữa thì thầy có ghi sẵn câu hỏi cho các bạn. Nhớ nha, có ghi lại cho câu hỏi cho các bạn luôn. Rồi còn những cái phần này mốt các bạn sẽ để ý là mốt mấy cái phần mà thầy ghi kiểu này nè, tại vì nói chung là thầy cũng còn đang sắp xếp chưa có xong hết. Thì các bạn cứ nhớ những cái phần kia này là những cái câu hỏi đón đón đề đó các bạn. Ừ, đón đề theo quý đó thầy đưa vô luôn ha. Rồi thì chắc chắn là sẽ còn bổ sung hoài, tại vì cái phần phần speaking các bạn dù các bạn hiện tại bây giờ dù thi giấy hay thi máy tính thì nói chung hiện tại bây giờ thi máy tính là phổ biến, vì vậy là cái các bạn vô thi máy tính thành ra là khi mà thi nói trực tiếp với giám khảo thì là mỗi người mỗi đề, cho nên là cái đề nó cứ xào đi nấu lại. Vì vậy trên tinh thần là đối với bài speaking là mình sẽ học theo chủ đề nha, nghĩa là sẽ học hết, mình sẽ ráng học hết cái chủ đề, các chủ đề của nó luôn. Càng học về sau thì là các chủ đề, ý là chủ đề tổng hợp á, các chủ đề của nó luôn, khoảng 20 mấy chủ đề đó. Rồi
Thì mỗi chủ đề như vậy là thầy trình bày giống như vậy ha các bạn, là sẽ có mở rộng các câu hỏi của phần 1, 2, 3 luôn. Tuy nhiên cái lợi thế của mình thì nhắc lại đó là từ những cái phần bài lý thuyết bên trên là các bạn sẽ được bổ sung ý tưởng và từ vựng để áp dụng cho những câu hỏi bên dưới luôn ha, những câu hỏi mà đã ra thi hay là câu hỏi dự đoán đề. Kiểu là các bạn sẽ được vận dụng lại hết. Thì chút nữa là tới cái phần 100 câu hỏi 10 câu đầu thầy học, mặc dù là có cái ví dụ đã viết cái ví dụ riêng, tuy nhiên các bạn sẽ coi lại là có những cái là mình học rồi của cái tiết trước đó, của cái phần 1 bên trên ha. Thì thầy sẽ nhắc lại và các bạn sẽ thấy, từ đó các bạn sẽ nhớ lại mình vận dụng cái gì vô câu nói của mình, bên cạnh là những cái ví dụ riêng ha. Thì nói chung là thầy vẫn sẽ luôn nhắc lại cái bài cũ cho các bạn vận dụng vô, từ hoàn toàn cho đến một phần. Rồi, thì mình sẽ học là theo hướng như vậy, là các bạn sẽ học và sẽ thực hành những câu hỏi mở rộng ra. Và nhớ là cái speaking thì trọng tâm đó là nói cho nhiều nha các bạn. Không nhất thiết là phải học hết, mà mình sẽ nói cho nhiều vô. Thì trong quá trình mà thực hành thì chủ yếu mình sẽ học mấy cái lý thuyết trước, sau đó là những cái phần thực hành như vậy thì sau đi nấu lại thì sẵn học được thêm những câu khác trên phương diện thực hành luôn, chứ không không cần nhất thiết là phải học theo kiểu lý thuyết nữa nha. Thì những cái phần mở rộng như vậy là càng về sau là thầy sẽ cho thực hành luôn. Có những cái là thầy sẽ gợi ý, vẫn có bài mẫu riêng, thầy vẫn sẽ ráng viết bài mẫu cho các bạn luôn. Rồi có những cái gợi ý có bài mẫu riêng như vậy, rồi thầy vẫn sẽ gợi ý cho các bạn tư duy thêm. Nghĩa là các bạn học sẽ kết hợp của thầy với lại của riêng các bạn nữa. Thậm chí là bạn nào chưa có đủ vốn từ vựng ý tưởng thì kết hợp của thầy luôn cũng được, tại vì có những câu hỏi khác cho các bạn vận dụng rồi mà. Đó, và nhớ là speak thì trên tinh thần là thực hành nhiều, thì cứ thực hành nhiều vô, rồi câu hỏi mình cứ đi từ từ là tự các bạn sẽ cứng thôi. Và nó sẽ phản xạ luôn cả ý tưởng từ vựng. Thì thầy nhắc lại là nhớ là cái phần speak này mình có một cái nói riêng nữa nha các bạn, là nói ở lớp. Thầy nhắc lại cho bạn nào chưa biết ha. Thì nói ở lớp sau đó là thầy sẽ hẹn lên nói riêng nữa. Thầy sẽ hẹn nói riêng mà mỗi bạn nói 15 phút. Đó, là giống như là nói một một giống đi thi gì đó. Thì sẽ tùy theo trình độ là thầy sẽ nói với các bạn khá là sẽ nói theo kiểu đi thi thật luôn, chấm điểm luôn, còn các bạn trung bình theo cơ bản thì nói theo kiểu là thầy gò từ từ để cho về vấn đề phát âm lưu loát cho các bạn cứng ha. Thì nói chung là nói giống như các bạn đi thi luôn đấy. Nhớ là cái phần thực hành của cái phần speech thì mình sẽ đánh mạnh về thực hành nha, 70% là mình sẽ thực hành đó. Lý thuyết thì sẽ đi từ từ thôi, tại vì nhiều chủ đề mà mình sẽ xen kẽ. Thì các bạn nhớ là mình sẽ nói ở lớp, rồi các bạn sẽ có nói riêng với thầy, rồi còn cái phần nộp bài riêng nữa nha. Thì thầy nhắc lại là đối với các bạn khá và các bạn sắp đi thi á, tự thì các bạn khá với các bạn sắp đi thi sẽ giống nhau ở chỗ là các bạn sẽ chủ động làm luôn đầy đủ cho thầy 1, 2, 3 luôn, mặc dù là thầy sẽ giảng từ từ thôi, nhưng mà các bạn nhớ chủ động nha. Thì các bạn nào biết mình khá hay là sắp đi thi thì các bạn chú ý cái này, tại vì bảo có sẵn rồi và cái cách học là những câu xài lại cho nhau được hết, cho nên các bạn cứ chủ động làm cho thầy, không nhất thiết là phải đợi thầy giảng tới, là phần 1, 2, 3 đầy đủ luôn nha, tại vì thầy để sẵn hết rồi, 1, 2, 3 đầy đủ luôn, phần lý thuyết với phần mở rộng. Thì thầy cái này là thầy mới mở rộng phần 1 thôi, tuy nhiên là cách trả lời và từ vựng ứng dụng được cho phần 3 rồi. Thì thầy đang làm thêm cái phần 3 phần 2 3 luôn nhé. Nè, tại vì cái câu hỏi dự đoán là thầy để sẵn luôn rồi nè. Đó. Còn cái này là thầy cái idea này là thầy chỉ lấy tiếng Việt để cho các bạn ôn tập với luyện tập với là học bài mới nha. Thì cái này các bạn tùy, ví dụ mình muốn sử dụng cái tiếng Việt này là để cho các bạn có tư duy, nghĩa là mình có ý tưởng thôi, còn từ vựng các bạn chỉnh lại được mà. Đó, cũng được. Thì cái này là chủ yếu thầy cái phần gợi tiếng Việt ideas kiểu này là chủ yếu là dành cho cái bài lý thuyết thôi. Hả? Lúc mà mới vô học á và lúc mà ôn lại bài á. Còn các bạn khá và đủ cứng thì các bạn không cần coi, các bạn cứ phát triển dựa trên bài mình có rồi ha. Thì không cần làm gấp, cứ thực hành nhiều, tại vì các bạn nên nhớ các bạn có nhiều chủ đề. Thì ở bài này mình làm một chút rồi bài kia làm một chút, nhớ nha. Đây là cơ hội luyện tập cho các bạn rất là nhiều nha. Thì thầy nhắc lại là các bạn khá với các bạn sắp đi thi sẽ giống nhau ở chỗ là chủ động làm cho thầy luôn. Thầy đã để sẵn lý thuyết 3 phần luôn, mà nội trong lý thuyết là đã có mở rộng
cho nhiều câu rồi. Rồi còn cái phần mà question mở rộng này nữa nha. Đó, các bạn chủ động giùm thầy nhé. Rồi hôm nay thì thầy sẽ giảng qua phần 2. Thì thầy biết là có các bạn khá là có thể là tự làm luôn rồi. Thì các bạn chỉ cần nghe lại thêm. Thì thầy nhắc này, trong quá trình mà thầy giảng thì thầy vẫn sẽ giảng từ từ, nhưng mà các bạn khá và các bạn sắp đi thi thì cứ chủ động làm hết bài luôn cũng được, tại vì nghĩa là cái bài mẫu thầy có để sẵn đó. Thì các bạn cứ làm hết bài rồi ngồi tập nói tại chỗ luôn. Ừ. Thì lúc mà thầy giảng xong thầy sẽ kêu nói, các bạn cứ ưu tiên tiên phong là các bạn lên nói luôn. Nhớ nha. Còn các bạn trung bình cơ bản thì các bạn cứ làm từ từ thôi, không sao hết. Tại vì thầy sẽ giảng theo tốc độ trung bình, nhớ nha. Rồi thì bây giờ thầy sẽ giảng cái phần 2 và thầy chỉ giảng cái bài lý thuyết thôi. À, thì xong phần 2 này là các bạn, tất cả các bạn sẽ nói. Nhớ là các bạn làm sẵn cái bài lên nha. Ừ, nhớ. Các bạn, nhất là các bạn trung bình cơ bản thì cứ làm bài sẵn ha. Để thầy bật bật cái bài của các bạn lên. Đó, các bạn cứ làm trên Google Docs à, làm cái bài giống như vậy ha. Đó. Giờ share qua mail cho thầy để tập nói. Một câu hỏi các bạn có thể đưa ra vài câu trả lời luôn cũng được, hai ba câu trả lời luôn cũng được. Ừ. Thì tất cả các bạn ai làm cứ làm, còn các bạn khá thì muốn tất cả các bạn làm, còn các bạn khá với các bạn sắp thi thì muốn làm cũng được, làm vài câu cũng được, nhưng mà thầy vẫn sẽ hỏi câu khác, thì các bạn cứ chủ động phản xạ nói luôn nha, nhớ nha. Nói chung thì các bạn khá, các bạn sắp thi thì cứ chủ động hết cho thầy. À, còn các bạn trung bình cơ bản hay các bạn làm từ từ thì cứ làm mà nộp ha. Đó, làm như vậy nha các bạn. Thì thầy nhắc lại là các bạn có thể dựa theo bài của thầy nói luôn cũng được để các bạn lấy kiến thức, tại vì thầy cho ở đây là cái vốn từ vựng rất là nhiều nha, rất là nhiều nha các bạn. Dư cho các bạn trên 7 luôn á, nếu mà các bạn làm hoàn chỉnh các yếu tố chấm điểm bao gồm phát âm rồi lưu loát rồi từ vựng ngữ pháp này nọ thì là trên 7 luôn. Hoàn toàn là trên 7 nha các bạn. Ừ. Nhưng mà đương nhiên thì thi là hoàn toàn 100% là nói, vì vậy là phải thực hành nhiều luôn nha. Để cho đều hết rồi. Ừ. Với lại mới có một cái bài quý mới của từ đây tới cuối năm thì thầy cũng sẽ đang soạn luôn. Đấy. Nhất là bạn nào sắp thi tới cuối năm thầy đang soạn ra cái phần bài quý. Thực ra cái đề dự đoán là chủ yếu là để luyện tập thôi nha các bạn, chứ mình học là cái cách mình học thì nó dễ trúng đề và dự đoán luôn, tại vì mình học cái chủ đề là bài nào cũng làm được hết, nhớ nha. Dành cho phần nói với viết luôn á. Rồi bây giờ vô phần 2 nhé. Thì cái bài thầy soạn thầy nhắc là thầy dựa theo cách làm của giám khảo luôn. Ừ. Và thầy phát triển theo của riêng thầy nữa, nhưng mà cái khuôn là áp dụng từ bài giám khảo đó. Cho nên là những cái bài mẫu các bạn học là có là luôn sẽ có cái bài mẫu của giám khảo trong đó và của thầy phát triển ra ha. Rồi bây giờ cô thì thầy nói lại thì cái phần 2 này của các bạn là sẽ có cho cái câu hỏi như vậy nha. À, nó sẽ cho mình cái giấy câu hỏi, giám khảo sẽ đưa cho các bạn giấy câu hỏi nè. Đó, describe an oral cái gì đó tới đây. Thì nó sẽ có một cái câu hỏi chính và các câu hỏi chi tiết, và mình sẽ có 1 phút chuẩn bị. Ừ, chuẩn bị sẽ đưa cho các bạn tờ giấy hay các bạn ghi á, thì chủ yếu thầy khuyên các bạn ghi từ khóa thôi để mình nhớ là cái từng câu hỏi mình trả lời cái ý gì. Ừ, từ khóa thôi để mình trả lời cái ý gì kèm theo cái từ vựng. Từ khóa đơn giản thôi là tự mình sẽ suy nghĩ ra cái từ vựng khác luôn, tại vì nó chỉ có 1 phút. Ừ, thậm chí là có những bạn khác thầy kêu khỏi ghi cũng được, các bạn ngồi 1 phút đó các bạn ngồi suy nghĩ nó nhanh hơn đó và dễ hình dung được cái cách trả lời. Tại vì trả lời như thế nào là phải luyện tập ở nhà rồi. Ừ. Bao gồm là cái ý tưởng, từ vựng và phản xạ nha. Thì khi mà các bạn luyện tập tốt thì tự động nó sẽ phản xạ kèm theo cái ý tưởng và từ vựng. Nhớ nha các bạn. Rồi bây giờ mình vô mô tả một cái chợ ngoài trời mà bạn thích đi tham quan. Cái mic hả? Đợi đợi xíu nha, chắc nó mạng hay gì đó.
Ừ, các bạn nghe rõ không nha? Nếu mà ai không nghe rõ cứ nhắn vô lớp để thầy biết nha. Còn nếu mà có một bạn không nghe rõ thôi thì thường chắc do bên bạn đó bị chỉnh cái mạng thôi. Các bạn khác không nghe rõ cứ nhắn nha. Rồi nghe chưa? Các bạn nghe rõ chưa? Rồi các bạn nghe rõ chưa để thầy biết ha. Tại nói speak thì sẽ nghe rõ. Sẽ cần nghe thầy nói. Thì nói chung luôn phải cần nghe rõ nha, tại thì lúc nào cho giảng. Ừ, chắc hồi nãy bên cái giác cắm nó bị được rồi đúng không? Ừ, nếu mà có vấn đề gì mạng hay âm thanh gì cứ nhắn vô lớp để thầy biết nha. Ừ. Rồi ok ha, rồi thầy giảng tiếp. Rồi. Mô tả một cái chợ ngoài trời mà bạn thích đi tham quan. À, bạn nên nói là cái chợ đó ở đâu. À, chợ đó bán cái gì. Rồi chợ đó lớn như thế nào và giải thích tại sao bạn thích mà thích đi ha. Thì nghĩa là nó sẽ có bốn câu trong một bốn câu mở rộng cho cái câu hỏi chính, thì mình sẽ trả lời thành một cái bài nói hoàn chỉnh luôn. À, giống như vậy ha. Đó, bài nói hoàn chỉnh giống như vậy ha. Cái này thì là mình nói luôn á, này là mình nói luôn đó các bạn. À, mình nói này mình nói luôn. Tuy nhiên mình sẽ nói hoàn chỉnh luôn nha các bạn. Tuy nhiên thì bây giờ mình học thì mình sẽ chia ra. À, thầy sẽ chia ra ha. Thì đối với lý thuyết thì thầy đang dùng thầy sẽ chia ra khoảng 4 cái chợ thôi. À, câu đầu tiên của giám khảo nè. Nè, Christmas Market in Manchester. Cái này của giám khảo nha. Còn cái này là của thầy nè, New Year. Ở Đà Lạt tôi biết rồi. Floating Market. Này là chợ nổi. Thì đây là bốn cái, đây là những cái bài mà lý thuyết là nó sẽ giống nhau về cái hướng lập luận luôn nhé, thậm chí là có những từ vựng xài lại cho nhau đó. Còn các bạn cứ kéo xuống dưới xong qua cái những cái bài lý thuyết này á, là các bạn coi xuống dưới nữa thì là những cái bài nâng cao hơn, thì các bạn sẽ lấy cái ý, mặc dù là nó vẫn sẽ giống nhưng mà các bạn có thể lấy cái ý để đưa vô cái form lập luận của mình để cho mình dễ nhớ nha, và cuối cùng vẫn là thực hành nhiều nha. Thì thầy nhắc lại là chút nữa học xong mình thực hành luôn á. Bạn không nhất thiết cần phải là đợi thuộc mới nói, cứ nói đi. Cái nào mình nhớ thì mình không cần nhìn, còn cái nào mình quên thì cứ nhìn chẳng sao hết. Thậm chí là câu nào, bài nào các bạn chưa làm cứ nhìn của thầy nói luôn. Các bạn nên nhớ là nó sẽ thành một cái phản xạ, thì nhiều khi các bạn nhìn vô các bạn chỉnh cái ý khác cũng được, ý thầy như vậy nhưng mà kiểu giống như mình chỉnh cái từ vựng lại theo ý mình cũng được nữa, thì thầy sẽ nghe nghĩa là đánh trên tinh thần là thực hành nhiều vô, trong quá trình nó sẽ sửa luôn cả vấn đề phát âm lưu loát từ vựng. Ừ. Thì các bạn nên nhớ mình còn nói riêng nữa nha, rồi còn lập bài, rồi các bạn yếu cơ bản là sẽ còn lớp thứ bảy chủ nhật riêng cho các bạn nữa, nhớ nha các bạn, cho nên cứ thành nhiều vô. Ừ, thầy kêu gì cứ làm đó nha. Thì chút nữa thực hành luôn đó các bạn. Bạn nào có bài thì lấy cái bài ra nói, còn không có thì các bạn cứ nhìn bài thầy nói, rồi bạn nào chỉnh được cứ chỉnh luôn nha, chứ không có đợi nha các bạn. Rồi, lập luận luôn nhé. Thì thầy sẽ giảng, sau đó là thầy sẽ cho khoảng vài phút các bạn ghi, xong rồi bắt đầu thầy giảng hết luôn. Rồi cuối cùng xong hết bài rồi thì nói nha. Rồi bây giờ thầy sẽ chia rô từng câu. Đầu tiên mình sẽ nói cái chợ nó ở đâu. Mấy cái này là thầy làm hết rồi nha các bạn, thầy ghi chú để cho các bạn nhớ. Thầy ghi chú này là kiểu giống như để thầy bổ sung bài, nhưng mà thầy làm hết bên dưới rồi nha. Rồi. Còn các bạn có chợ nào khác các bạn cứ đưa ra. Rồi đầu tiên mình sẽ nói cái chợ này nó ở đâu. Cái này là thầy gửi của thầy nè. Này một câu nói nha, tại thầy tách ra cho dễ coi đó. Và cái này là dựa theo lý thuyết của thầy cho dễ nói trước nha. Rồi tôi dự định mô tả một cái chợ ngoài trời mà tôi thích đi nhiều lần. À, nó ở đâu? Rồi mình sẽ nói đó là loại chợ gì và nó đã hoạt động bao lâu. Nếu mà nó là
chợ cố định luôn á, kiểu giống như ở đó là chợ mỗi ngày nó bán, thì mình sẽ nói là nó đã mở và hoạt động bao lâu rồi. Hoặc là có những cái chợ mà theo mùa, ví dụ như là chợ Tết, có thời gian. Cụ thể thì nó sẽ là định kỳ ra như thế nào, hoạt động như thế nào. Vậy là mình sẽ nói về thời gian hoạt động ha. Mô tả chợ ở đâu, chợ đó là loại chợ gì, chợ hải sản, chợ Tết, chợ nông sản hay cái gì đó. Rồi, nó hoạt động bao lâu hay là định kỳ hoạt động ra sao. Rồi mình mô tả tổng thể là cái gian chợ của nó rộng như thế nào. Thì ở đây thầy có cho từ vựng, thực ra cái này phần 1 có hết rồi nha các bạn. The market store hoặc là market oil stand booth. Cái này là thầy chỉ gợi ý cái từ vựng ít nhất có thể để cho các bạn có ý để nói nha, các bạn đổi cái khác vẫn được nha. Thì theo ý tưởng đây là mình sẽ nói là cái quầy chợ tính tổng luôn là nó mở rộng như thế nào, tại chỗ nào, núi biển đồi trung tâm phố hay cái gì đó, đây thầy gợi ý ha. Và đặc biệt là một cái trung tâm của chợ này nó bán cái gì đặc biệt, kiểu giống như là nó là cái chợ lớn nhưng mà nó bán nhiều mặt hàng, nhưng mà có mặt hàng nào đặc biệt của nó ha, mặt hàng nào là đặc biệt, kiểu giống như là chợ trái cây, chợ trái cây đi thì nó vẫn bán, tổng thể thì nó vẫn chợ nó vẫn bán đồ dùng hàng ngày, ăn uống thịt thà, nhưng mà trung tâm của nó sẽ là trái cây đặc biệt, trái cây theo mùa. Hay là chợ hải sản thì là hải sản, chợ thủ công thì là bán đồ thủ công, ví dụ như vậy. Thì tùy các bạn sẽ đưa ra loại chợ gì ha. Cái từ vựng này thầy chưa có soạn hết đâu, thầy còn đưa nữa. Rồi bây giờ thầy sẽ giảng các cái chợ theo lý thuyết trước nha, tại vì nó sẽ giống nhau ở cái bước lập luận, thì các bạn vẫn có thể viết khác vẫn được nha, dựa theo cái form để các bạn dễ làm. Rồi đầu tiên này là của giám khảo nè. I'm going to describe the street market that I've enjoyed visiting many times in Manchester, MU nè. Rồi, vậy là mô tả một cái chợ chợ truyền thống tại Manchester. Đây là chợ Giáng sinh. Is the Manchester Christmas Market. Và nó mở ha, nó mở vào khoảng một tháng cuối tháng 11 mỗi năm, nghĩa là cuối tháng 11 là nó mở rồi. It comes to the city for about a month, from the end of November every year. Thì giống như mình chợ Tết thôi, chúng ta mà các bạn coi chợ Tết nó giống y chang như vậy. Rồi cái quầy của chợ thì mở rộng nhiều khu vực luôn ở trung tâm thành phố. Các bạn có ý tưởng từ vựng khác các bạn cứ xài nhé. Và đặc biệt là cái trung tâm của chợ đó là một cái chợ châu Âu, ở tại khu vực Albert, kế quảng trường thành phố. Cái này là bên Anh nha các bạn. Rồi thầy vẫn đọc qua cho các bạn nghe nhé. The market stall are spread across several sites in the city center. But the centerpiece is the large European market in Albert Square, next to the town hall. Rồi bây giờ nói đến chợ năm mới nè. Tôi dự định là mô tả một cái chợ mà tôi thích đi ha, hay là thỉnh thoảng ở khu vực của tôi luôn. Đó là chợ năm mới. Nó mở trong cái khu vực của tôi là nửa tháng cuối tháng 1 mỗi năm. Dạo này chưa đang học chưa cái gì mà gì à? Facebook là hay gì về quê ăn Tết tối ngày. Từ khoảng nửa năm là lo về quê ăn Tết này. Chào lưu ghê thầy. Các bạn càng đi làm các bạn sợ Tết lắm. Các bạn càng đi làm sợ Tết lắm. Rồi, the market store. Cái quầy thì mở rộng nhiều khu vực ha, đúng đó, cái giờ Tết mở rộng, nó mở nhiều mà. Rồi cụ thể là mở trên đường đi bộ, tại khu vực nó thì nó mở ngoài đường luôn đó, chỗ đó cái đường đi bộ luôn. Các bạn muốn là cho đường xe chạy cũng được. Và đường xe chạy giờ nó đóng, nó mở, nó mở chợ định kỳ không cho xe vô. Đó các bạn có thể nói thêm ghi đó. Mở trên đường xe chạy và xe không được phép vô trong khoảng thời gian đó. Rồi the market store, the center centerpiece, trung tâm của chợ. Đó. Form lý thuyết sẽ giống nhau hết nha. Đó là chợ vùng miền, Tết thì hay bán trái cây đó. Ở trung tâm luôn, ở trung tâm của chợ.
Đó, cái này là thầy sẽ chơi chung chung là chợ Tết này xài cho thành phố hay là xài cho ở vùng quê đều được, tại cái ý nó giống nhau. Đó, các bạn có thể nói sản phẩm ra tùy vùng của các bạn ha. Thì vùng miền Tây thì cây trái nè, rồi vùng biển thì là hải sản đó, vùng núi thì là các nông sản này nọ. Ừ, đặc biệt ha. Rồi thầy đọc qua ký này. I'm going to describe the street market that I've enjoyed visiting many times in my town is the New Year Market. It comes to my town for half a month, from the end of January every year. The market store is spread across several sides in the pedestrian street, but the centerpiece is the large regional market with rồi trái cây ha, with fruit, western fruit, southwestern fruit, trái cây miền Tây đó, in the street center. Rồi bây giờ đến chợ Đà Lạt nè. Rồi tôi dự định là mô tả một cái chợ trời mà tôi thích đi khi mà đi đến vùng cao nguyên của Việt Nam. Ừ, tại Đà Lạt nó được tính là vùng cao nguyên rồi. Đây là chợ Đà Lạt ha. Chợ Đà Lạt. Rồi có thể nhấn mạnh thêm vị trí của nó là nó đặt ở trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Và cái này thì nó mở lâu rồi, nó mở hàng chục năm rồi. Và chợ này là mở rộng nhiều khu vực trên đường đi bộ. Và trung tâm của chợ thì chắc chắn là chợ chợ vùng miền rồi, à, bán nông sản đó. Rồi có một cái thông tin nữa là liên quan tới du lịch, cái này thì cho thêm. Các bạn coi bên dưới nó nhiều lắm, cái này là thầy viết theo kiểu cơ bản thôi nhé, còn mở rộng nhiều cái ý bên dưới các bạn lấy thêm. Rồi chợ thì dự định bởi chính quyền thành phố là được xây dựng ha, be framed as, giống như là được xây dựng luôn thành một cái điểm văn hóa, à, nơi đó là nơi du lịch văn hóa luôn nè, một cái điểm văn hóa và cũng là nơi thương mại tập trung để vừa buôn bán mà vừa du lịch đó của vùng ha, và cho du lịch quốc tế. Các bạn thấy không, từ vựng chuyên liên quan tới chủ đề chợ không đó. Thì mặc dù cái này thầy viết cho chợ Đà Lạt nhưng mà các bạn xài được cho chợ khác có liên quan đến du lịch, lấy cái này vô ha, vừa là điểm thương mại lớn và vừa là điểm du lịch luôn, các chợ khác vẫn được mà, chợ Đắk Lắk, chợ vùng cao, chợ Gia Lai hay gì đó, thì các bạn có thể thậm chí là chợ vùng biển cũng được, chợ hải sản Nha Trang hay là những cái chợ mà liên quan tới du lịch, chợ Lào Cai này nọ đó. Ừ, cái thông tin là các bạn coi trên Google có hết, có liên quan tới cái chợ Wiki á, các bạn xài ha. Rồi thầy đọc qua câu này. Ừ đúng rồi, lấy vô nhiều lắm, các bạn bấm Wikipedia mấy cái tiếng Anh á, nó ghi rất là hay nha các bạn, nghĩa là nó rất là nhiều ý nhưng mà các bạn lấy cái ý mà đưa vào cái khuôn bài mình đang làm là được, theo cái khuôn mà à, thầy cho nè ha. Không không cần nói nhiều đâu, mình cứ nói ngắn là được rồi. Có ý tưởng rõ ràng và từ vựng chuyên chủ đề là đã điểm cao rồi nha. Còn thầy cho thì thầy làm theo kiểu văn viết thì nó sẽ nhiều để cho các bạn tóm gọn lại nữa, chứ không phải là mình nói hết nó không nhớ nổi đâu. Chính thầy nó cũng sẽ tự thầy tóm lại luôn đó các bạn. Còn cho thì cho rất là nhiều nha. Nhưng mà mình sẽ giống như phần một bữa thầy nói thì cho rất nhiều ý, giống như trong câu trả lời tới 5 số ý nhưng mà các bạn lấy 2 ý thôi. Lựa chọn cái nào cũng được, là câu nói mình đã tốt rồi chứ không phải nói hết nha. Ừ. Rồi thầy đọc cái chợ Đà Lạt này. Thì thầy vẫn sẽ đọc từ từ chấm phẩy rõ ràng cho các bạn tập theo. I'm going to describe an Orient market that I've enjoyed visiting. Thế nó giống nhau ha. When, cái này thì du lịch. When traveling to the Central Highlands region of Vietnam is the Da Lat Night Market, which is located in the center of Da Lat, the largest city of the region. It has been open for several decades. The market stalls are spread across several sites in the pedestrian street, and the centerpiece is the large regional market. The market is planned by the city council to be framed as a cultural landmark and as a major point of commerce in the province as well, for international tourism. Cho đến chợ nổi nè các bạn.
Rồi tôi dự định mô tả một cái chợ vùng miền à, vừa văn hóa vừa có tầm quan trọng về văn hóa và kinh tế cho vùng đó luôn. Đó, thêm từ vựng nè. Culturally significant đó, ăn điểm từ vựng nè. Nhưng mà tôi tham quan các bạn thấy không, nghĩa là nó cái khuôn nó lập luận giống nhau đó, có cái là thầy sẽ mở mở rộng trong cái khuôn đó, mở chi tiết hơn ha. Đó, vào chợ vùng miền có giá trị gì đó của vùng nè. À, giống như mình giải thích thêm, đây là chợ vùng miền rồi có giá trị gì đối với cái vùng đó hay là đối với đất nước luôn. Cái này là về chợ nổi là của đất nước luôn đó, đó là cái điểm văn hóa du lịch cho đất nước luôn, tại chợ nổi như chỉ có miền Tây thôi. À, nhưng mà tôi thích tham quan nhiều lần ở khu vực miền Tây nữa. À, miền Tây Nam ha, Tây hoặc là Tây Nam cũng được, Western hoặc là South Western cũng được. Yeah, it's the floating market. Cái này chắc là để Tây Nam mới chính xác, để chúng ta thì chỉnh lại. Rồi, the floating market. Rồi, có khía cạnh quan trọng hay là khía cạnh ấn tượng về của văn hóa sông nước. À, thầy chưa cho các bạn, đây thầy giải thích thêm á. À, nghĩa là cũng là ý chính thôi. Nó là chợ gì? Rồi thầy giải thích thêm, bổ sung thêm cái này. Có giá trị thì cái đương nhiên cái này bổ sung là cho các bạn học luôn á. Tại vì nó sẽ xài được cho những cái chợ của vùng, ở vùng các bạn mà muốn nói. Nè, văn hóa sông nước nè. Aquaculture. À, bao gồm những cộng đồng nổi mà sống ở lưu vực sông của Việt Nam nè. Thấy chưa? Thầy cho thêm đó. Thì thay vì chỉ giải thích tên chợ này thôi, thầy giải thích rõ luôn nó là điểm văn hóa, một cái điểm quan trọng, khía cạnh quan trọng của văn hóa sông nước, của cộng đồng nổi tại Việt Nam. Và chợ này thì tồn tại 4.000 năm rồi nha. Wiki đầy đủ luôn nha, cho các bạn lấy thông tin lên. À, đó các bạn cứ bám theo, nó bao lâu các bạn cứ coi trong mấy cái wiki á, mấy cái thông tin các loại chợ đó, mình thích cái nào đưa được cái đó. Hội An này thì chưa có làm Hội An nữa, không biết làm chưa nữa, để tôi coi lại đó, các bạn đưa vô, hình như bên dưới có Hội An đó, thầy viết từ từ thôi, thầy không nhớ nữa. Các bạn xuống dưới coi là biết rồi đó. Rồi lấy wiki thông tin mình nó nhiều lắm, các bạn lọc ra thôi. Thời gian chợ đó đặc điểm như thế nào, rồi thời gian mở bao lâu, mình đưa vô. Chợ này thì tồn tại 4.000 năm rồi ha, ở vùng Delta này, Delta đồng bằng sông nè, vùng đồng bằng sông nè ở Việt Nam. Cái này thì cái gian chợ thì nó không phải là cái quầy giống như trên đất liền, mà nó là cái thuyền nha, thì thuyền thương mại, the merchant boat hoặc là merchant vessel, thì mở rộng khắp, và biết mở ở đâu, mở ở những khúc mà giao nhau giữa nhánh sông lớn, tại vì cái chợ nổi thì nó sẽ tập trung ở các nhánh sông ở các vùng miền, đi đi tới tập trung vào cái nhánh đó đó, cái nhánh lớn đó để người ta tập trung buôn bán đó. Intersection of major riverways là nhánh sông lớn, nơi hội tụ của nhánh sông. Rồi thầy đọc cái này ha. Các bạn chủ yếu là quan tâm cái file Word nhiều hơn nha, còn cái file PDF thì thường thầy hay đổi tới, thầy hay gửi lại lắm, tại vì kiểu giống như là thầy bổ sung bên bản Word, cái thầy đưa thầy bản sung bản Word thì nó đủ hơn, còn bản PDF thì để cho các bạn dễ coi đó. Cho nên là có gì lấy bản Word nó đủ hơn. Rồi thầy đọc cái này ha. I'm going to describe the regional market economically and culturally significant to the country that I've enjoy visiting several times in southwestern region of the country.
is the floating market. A charming aspect of a crater aquaculture based society consisting of floating communities that inhabited the riverside of Vietnam. And this type of market has existed for over 4,000 years in Vietnam River deltas. The merchant vessels are spread across the intersection of major riverways. Rồi làm đi ha các bạn. Thì như nãy thầy nói là mỗi phần thầy sẽ cho các bạn cỡ 2-3 phút. Các bạn cứ làm lên bản Word. Bản Word hoặc là các bạn ghi ra giấy đánh lại cũng được. Thì chủ yếu các bạn cố ý thôi. Rồi sau 2-3 phút đó là thầy sẽ giảng tiếp. Thì không sao, các bạn có ý là được. Rồi các bạn cứ ghi từ từ. Tại mấy cái này thì đương nhiên mình phải làm từ từ thôi. Thậm chí là các bạn khá không cần ghi hết nữa. Cứ có cái form các bạn đưa thêm ý của mình vô nói cũng được nha. Rồi về thì đương nhiên các bạn cứ chuẩn bị đầy đủ rồi thầy còn kêu nói riêng nữa nha. Rồi làm đi các bạn, làm ý 1 nghe, xong chuẩn bị ý 2 nè. Học như vậy thì các bạn sẽ tại ông đợi không để các bạn đợi lâu rồi, đợi lâu các bạn làm biếng lắm. Thầy nhắc lại là không cần phải ghi đầy đủ như thầy. Các bạn ghi theo cái form ít nhất của thầy đưa ra để cho dễ nói là được nha. Nhất là những bài của giám khảo nè, thường ngắn gọn. Đó, các bạn có thể bám theo bài giám khảo, theo cái form bài giám khảo để các bạn đưa vô cũng được. Nhưng mà tùy ý thích vô các bạn đẩy thêm cái từ vựng, những cái mà thầy bổ sung vô cũng được nhé, để giúp cho các bạn dễ tăng điểm hơn.
Rồi chuẩn bị ý tiếp theo nhé. Thì thầy nhắc là bên dưới cái bài mẫu nhiều lắm, các bạn có thể lấy mấy cái bài bên dưới để các bạn tách ý bổ sung lên cái bài nói của mình được nhé. Thầy cho hết luôn. Chắc còn cái Hội An thầy chưa làm thôi. Chợ Lào Cai, chợ Sapa, chợ đêm Sapa này nọ. Mấy chợ du lịch hay là hay mở ban đêm lắm. Hay rộn ràng vào ban đêm. Rồi. Vậy thì thầy tóm lại cái ý này nha, là mình dự định sẽ nói về chợ ngoài trời mình thích đi. Có thể là mình sẽ chỉnh về cái thời điểm luôn, thích đi khi nào, tại đâu. Lựa chợ đó là gì? Nó hoạt động bao lâu hay là định kỳ hoạt động ra sao? Đó, các bạn bám ít nhất là nói như vậy là được. Rồi cái tổng thể cái chợ này là nó mở rộng thì đương nhiên là sẽ mở rộng nhiều khu vực. Còn từ vựng khác nha, các bạn có từ vựng khác cứ đưa vô. Rồi ở chỗ nào? Khu vực gì, trung tâm hay biển đồi núi? Vùng cao, và đặc biệt là trung tâm của chợ là bán hàng đặc biệt là gì? Rồi tiếp theo ha. Bây giờ mình sẽ phân tích về chợ này bán sản phẩm gì. Thì thực ra là nếu mà nói chợ bán sản phẩm gì là từ cái phần 1 mình đã có ý rồi đó các bạn. Các bạn có thể đưa vô nói của phần 1 là được. Y chang luôn, không có khác gì hết. Được nha các bạn. Rồi ở đây thì thầy vẫn sẽ viết lại dựa theo cách làm của giám khảo. Thì cái chợ này bán market store là bán các sản phẩm, chuỗi sản phẩm gì? Từ đâu? Sản phẩm phổ biến của chợ đó các bạn. Rồi nó bán sản phẩm đặc biệt là gì? Bán sản phẩm đặc biệt là gì? Rồi ở đây mình sẽ phân tích là sản phẩm nào phổ biến nhất và cái mà bán chạy nhất là sản phẩm gì. Kiểu với mình nói sản phẩm đặc biệt trước rồi mình mới nói sản phẩm phổ biến và bán chạy nhất là sản phẩm gì. Gửi nha, các bạn đổi khác cũng được. Rồi đây các bạn coi luôn ha. Rồi cách làm của giám khảo nè, câu của giám khảo nè. Thì cái chợ này á, bán thì là các đồ tặng cho dịp Giáng sinh, chính xác. Rồi những đồ ăn tráng miệng ha, mouth watering food, đồ ăn uống tráng miệng, giống như động vật vậy đó các bạn, từ khắp nơi trên châu Âu, của châu Âu. Rồi đồ đặc biệt của nó là những cái đồ thủ công, đồ thủ công ha. Mấy cái chữ đồ thủ công là bên trên phần 1 thầy có cho từ vựng hết rồi đó. Các bạn có thể đưa vô ha. Hầu như là chợ nào có liên quan tới, chợ nào cũng bán có đồ thủ công hết, đặc biệt là những chợ liên quan tới du lịch để người ta mua về người ta lưu niệm đó các bạn. Rồi trang sức, đồ trang trí, đồ chơi bằng gỗ ha, và đồ lưu niệm khác. Rồi đồ mà phổ biến nhất đó là đồ ăn và đồ uống ha. Và bán chạy nhất đó chính là một loại rượu. Cái này thì mình đưa ra sản phẩm đặc biệt thôi chứ không gì hết. Loại rượu ha. Đó là một cái sản phẩm loại rượu vang ngọt. Đây là rượu nó bán trong được những chiếc cốc lưu niệm, souvenir mug. Mực. Rồi cái này là đồ châu đó mà. Bây giờ qua đồ đồ Tết của mình nè. Rồi chợ năm mới thì bán đương nhiên là các món quà Tết, đồ trang trí nhà. Rồi đồ ăn và đồ uống đặc biệt luôn ha, thông thường và đặc biệt từ nhiều vùng miền như nãy thầy nói đó. Chợ Tết bán đồ miền đó. Nó là nơi có bán những cái sản phẩm đặc biệt là gì? Chắc chắn là đồ thủ công rồi. Ví dụ như là trang sức nè, đồ thờ cúng nè các bạn, worship items, và những đồ lưu niệm khác. Và đồ ăn đồ uống hay là phổ biến nhất và bán chạy nhất đó là mứt, mứt trái cây và nước ngọt.
Thì cái này nó bán bao gồm là dành cho sử dụng trong nhà, à, ăn uống trong nhà đó các bạn, và cũng là món quà cho người thân bạn bè. Rồi cái này ai cũng biết đúng không? Rồi thầy đọc tiếp nè. À, để thầy đọc hai câu này ha. The Christmas market stalls sell the rays of Christmas gifts and mouth-watering food and drink from all over Europe. It's a great place to find handmade crafts such as jewelry, ornaments, wooden toys, and other souvenirs. It's the food and drink that seem to be the most popular. Probably the biggest seller is clothing, a hot sweet wine, sold in the souvenir mug. The New Year market stores sell an array of New Year gifts, home decoration, and usually in a special food and drink from different regions. Đúng là đồ chợ Tết thì nó bán từ nhiều vùng miền luôn. It's a great place to find handmade crafts, such as jewelry, worship items, and other souvenirs. It is food and drink that seem to be the most popular. Probably the biggest seller is fruit gems and peaches, which are both domestically used and gifts for relatives, friends, and colleagues. Đó, đến chợ Đà Lạt ha. Chợ Đà Lạt thì bán đặc sản vùng miền, regional specialties. À, đặc sản bao gồm gì? Đồ ăn nè, các bạn biết rồi đúng không? Và đồ nông sản, agricultural produces, products, vẫn được nhé. Nó là nơi mà tìm đồ thủ công rất tinh xảo, intricate, handicrafts, rồi tượng ha, sculpture, và đồ thiêu thùa đó các bạn, embroidery items, được làm bởi người địa phương và cả dân tộc thiểu số ha, để làm đồ lưu niệm. Thì trái cây, rau cải, bông và ẩm thực là phổ biến nhất. Thì các bạn biết là nói chung là nếu mà mặc dù ở đây thì cho là chợ Đà Lạt nhưng mà các bạn có thể xài được cho những chợ vùng cao đều được nha, nó bán các sản phẩm gần giống nhau. Còn miền Tây Bắc là bán những sản phẩm còn đặc biệt nữa, thịt gác bếp hay cái gì đó đặc sản của vùng đó, nhưng mà những sản phẩm tổng thể thì gần giống nhau, nông sản là nhiều. Rồi probably the biggest seller is fruit gems, này trái cây là trở là nhiều rồi, đúng rồi. Siro nè, syrups thì bán ở nhà hay là đồ cái này thì giống ha, đồ quà tặng này nọ. Rồi thầy đọc cái chợ Đà Lạt nè. The Đà Lạt night market store sell the range of regional specialties, consisting of food and agricultural produces. It's a great place to find intricate handmade crafts, sculptures, and embroidery items created by locals and earned inhabitants for souvenirs. It's the freshly harvested garden fruit, vegetables, flowers, and cuisine that seem to be the most popular. Probably the biggest seller is fruit gems, as well as syrups, which are both domestically used and gifts for relatives, friends, and colleagues. Giờ đến chợ nổi này ha. Cái này thì quầy nhưng mà cái này là người bán luôn, bán trên thuyền đó các bạn. The vendors or suppliers. Từ những tỉnh vùng khác luôn là đến cái chợ nổi để bán đặc sản của vùng ha, đồ ăn rồi nói chung giống luôn các bạn thấy không? Những cái từ vựng này mình xài lại cho nhiều loại chợ đó. Ừ, cũng là nông sản nè. Rồi cũng có đồ thủ công nè, ví dụ như là cái này từ vựng thì giống nhưng mà sản phẩm nó hơi khác. À, lò đất sét nè. Đồ thờ cúng nè. À, đồ lưu niệm nè, trái cây và đồ ăn thì là phổ biến nhất ha. Nó có một cái đặc biệt là thêm thông tin nè, người mua là ăn trên thuyền luôn. Và biggest sellers chính là những đặc sản của vùng mà Tây Nam Bộ. Rồi các loại trái cây ha, thì đọc cho nhanh xíu. Thì nó bán là sử dụng trong nhà hay là quà cho người thân ha. Rồi thầy đọc qua ha các bạn.
The vendors from all the provinces traveling to the floating market celebrate a regional specialty food and freshly harvested garden fruit. It's a great place to find intricate handmade crafts, such as clay stoves, worship items, and other souvenirs. But it's the fruits and cuisines that seem to be the most popular, as a buyer can sit and enjoy them on the boat. Probably the biggest seller is the signature products of South Vietnam Delta regions, grapefruit, star apples, and frabitans in particular, which are both domestically used and gifts for relative friends in college. Các bạn thấy cái form giống nhau hết nha. Nhưng mà các bạn coi cái bài bên dưới thầy còn phân tích nhiều lắm. Rồi làm cho thầy tiếp.
tiếp ha. Thì thầy nhắc lại là các bạn sắp thi và các bạn khá thì cứ chủ động làm luôn nhé. Và trong quá trình làm bài đó các bạn học luôn cho thầy, nghĩa là viết rồi tập nói luôn á, chứ không không đợi tới lúc thầy mới kêu nói nha, cứ chuẩn bị sẵn đi. Thì như vậy thì các bạn mới nói lưu loát, và lúc mà thầy hỏi thì để kiểm lại xem các bạn. Thì nếu mà các bạn nói tốt thì thầy sẽ đẩy qua các câu hỏi khác luôn. Các bạn nên nhớ là có rất nhiều chủ đề, và nhất là các bạn khá có các chủ đề cũ luôn, cho nên là mình phải nói rất là nhiều nhé. Thì các bạn nào gần thi là thầy sẽ đẩy bài chưa học cho các bạn luôn. Các bạn cứ chủ động bài đang học rồi thầy đẩy. Trong quá trình thực hành là cho các bạn kiểu học đúp bài á. À, thì thầy vẫn đúp bài hết, thì bạn nào có đủ năng lực cứ học đúp bài luôn cũng được. Nhiều lắm nha các bạn. Kho đề thầy cho sẵn, thầy đang sắp xếp kho đề rồi luôn. Thì các bạn dễ coi nữa kìa. Nhớ nha, có gì để thầy sắp rồi thầy đưa vô, các bạn cứ lấy đề khác vô cũng được, nhưng là các bạn sắp thi thì cứ lấy đề khác học luôn. Tại vì nói gì nói hầu như là cái phần tài liệu thầy soạn là có hết rồi, các bạn tự chủ động nghiên cứu luôn cũng được, tại vì lúc mà thầy giảng lại là nó sẽ giống và các bài khác cũng sẽ cách làm y chang luôn, nhớ nha. Rồi tiếp. Và mình sẽ nói là cái chợ đó lớn như thế nào. À. Cũng có một cái form đơn giản ha. Là mình sẽ nói là cái chợ đó nhỏ hay lớn, nó chiếm, à cái này thật ra cũng là chiếm luôn, khu vực gì và diện tích ra sao, rồi có bao nhiêu gian hàng, và cái chữ mà nó trở thành một cái nơi hay là để thu hút khách du lịch địa phương, cái này thì cho thêm. Thì thường là đúng là cái chợ thì nếu mà nó là du lịch thì nó sẽ thu hút khách du lịch, còn nếu mà nó không, dù không phải khách du lịch thì nó cũng là thu hút nhiều thương nhân đến buôn bán, người địa phương mua đó cũng được. Thì thường là nó phải thu hút nhiều, chợ nào cũng sẽ thu hút nhiều. Ừ. Rồi cái này là ý chính, cái ý mà đơn giản nhất nha, để cho các bạn dễ nói. Rồi các bạn coi cách mở rộng đây. Rồi câu của giám khảo nha. Rồi cái chợ này, à có một cái ý là cái chợ này ban đầu thì nó nhỏ, nó có cái sự biến đổi theo năm á. Nếu mà các bạn có cái ý tưởng là hồi đó nó nhỏ hay lớn và bây giờ nó lớn hay nhỏ đó, ví dụ vậy nè, giám khảo làm nè, nhớ chú ý về cái thì luôn nha. Ban đầu thì nó khá là nhỏ, nó chỉ chiếm một cái quận trung tâm tại Manchester, một cái quảng trường trung tâm thôi, nhưng bây giờ nó đã phát triển ha, cụ thể là nó chiếm 5 cái đường đi bộ và cả khu vực trung tâm khác. Đó, toàn là từ vựng ha các bạn, thậm chí các bạn nào khá là có thể nói thêm bao nhiêu km, bao nhiêu mét vuông chứ, bao nhiêu mét vuông cũng được. Rồi có 200 quầy hiện tại ha, và nó là nơi thu hút khách du lịch. Rất là dễ ha các bạn. Thì mình sẽ nói là lúc trước nó như thế nào, nó chiếm khu vực gì, nhưng mà bây giờ, hay là chú ý cái thì hoàn thành luôn, là nó thông qua nhiều năm nó chiếm như thế nào. À, các bạn điểm danh luôn nha, thầy sẽ ghi tin nhắn điểm danh, các bạn cứ thả icon xuống nhé. Rồi thả icon xuống nhé. Ừ. Trời nhắn trâu quá trời. Nhớ học đủ nha, nộp bài đầy đủ nữa nè. Kêu kiểm tra riêng nữa. Rồi điểm danh luôn. Hài khóc vậy. Okay. Muốn thả gì thả nghe các bạn. Thả có để thầy đỡ hỏi thăm nha. Đó, đây là cách thầy chí cái bài các bạn mà thi đạt điểm cao đó, thầy có báo rồi đó. Nói chứ cũng phải dí dữ lắm chứ. Thì biết sao, do cái ta chính cái tài liệu mà thầy hướng và cái cách học thầy đang cho là đã giúp cho các bạn là kéo điểm cao hết rồi. Nghĩa là trên tinh thần là cái nền là có sẵn đó. Cái tư liệu và cách làm bài có sẵn hết luôn rồi đó. Còn lại là xây dựng nền thôi, mà xây dựng nền từ từ mức dễ cho đến phạm vi nâng cao thì đương nhiên là các bạn phải nỗ lực lên, kết hợp với thầy nữa. Thầy sẽ kiểm soát và nỗ lực nữa. Chứ bài của thầy viết nãy giờ các bạn thấy là ý tưởng từ vựng là hoàn chỉnh quá rồi, thấy chưa?
thì mức độ thí dụ như các bạn ra thi mà nói hoàn chỉnh như vậy là bao đúng như là bao đậu bảy luôn á, nhưng mà đúng là mình không biết đề gì thôi. Thì ý thầy nói là cho nên là mình phải làm nhiều đề, rồi trong quá trình mình làm là nó sẽ tạo cái phản xạ tốt thì tự nó sẽ tốt mọi bài luôn. Ừ. Cách học của thầy là kiểu giống như là chấp luôn cái dự đoán đề, mà nghĩa là bài nào mình cũng sẽ làm được hết luôn. Ừ. Là câu khác sẽ được, bài này sẽ được, cho nên các bạn nhớ chủ động nha. Thầy kêu gì cứ làm đó cho thầy. Rồi tiếp. Tại vì thực ra mấy cái hướng này là các bạn xài lại được hết, thì hình ra là qua những câu khác các bạn chủ động làm được, các bạn thấy rất là khỏe. Mình nhớ được cái bài, mà khi mà các bạn nhớ bài tốt mình ứng dụng được thì các bạn sẽ đỡ đỡ mệt á. Là cái nào mình cũng làm được thì mình rất là đỡ phải mệt. Cho nên tại sao các bạn khá mà mau lên là vậy? Tại vì nó đỡ mệt. Ý nào các bạn cũng làm được hết. Ừ. Rồi thầy đọc tiếp ha. À, cái chợ năm mới nè. Cái chợ ban đầu thì nhỏ thiệt. Hồi trước thì nó chỉ là một hai ba khu vực thôi, gần trường học thầy, chỗ của thầy á. Nhưng bây giờ là nhiều năm nó mở ra là chiếm luôn cái đường đi bộ và cả khu vực nhà dân luôn, có nghĩa là nhà dân bán hàng luôn đó. Có hơn 300 gian hàng và nó trở thành thu hút người du lịch và địa phương. Hay là các bạn muốn xài cái chữ thu hút này cũng được. À, nó thu hút hàng ngàn người dân, thương nhân đến trao đổi sản phẩm. Như các bạn không không xài khách du lịch thì các bạn xài cái kiểu này cũng được, thương nhân. Đó toàn là từ vựng chuyên chủ đề đó. Rồi, để thầy đọc thầy giảng hết đi, tại nó giống nhau đó các bạn, cho nên thầy giảng hết rồi thầy đọc ha. Chợ này thì chợ Đà Lạt thì ban đầu nhỏ, là nó chỉ có 2 đến 3 cái khu vực dân cư thôi, à, bao bọc bởi rừng cây, cây thông đó các bạn. Nhưng bây giờ nhiều năm thì nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển để buôn bán. À, để chứ, sorry bạn, để đáp ứng cái nhu cầu gia tăng về mua sắm bởi do phát triển dân cư và sự phát triển du lịch. Nghĩa là thầy cho thêm cái lý do tại sao nó mở rộng đó các bạn. À, to hoặc là in order to cũng được. Đó, từ vựng ăn điểm, từ vựng lên. Để đáp ứng về nhu cầu gia tăng về mua sắm, mà mua sắm này là bởi do đây là những thành phố du lịch thì điều kiện thì vấn đề mua sắm nó tăng lên là bởi do chính người dân địa phương tăng nhanh. Nó là khu du lịch thì đương nhiên người dân sẽ khu vực đó người dân sẽ ngày càng nhiều, khu nào du lịch thì người dân sẽ ngày càng đông. Đó. Các bạn lên bây giờ Đà Lạt là toàn là nhà cao tầng, toàn là khách sạn, rồi khu vực nhà nhà cao tầng không đó các bạn thấy rồi đúng không? Rồi sự phát triển về du lịch luôn. Ừ. Trung tâm thành phố là không thấy cái cây nào luôn hả? Rồi nó chiếm là nguyên cái đường đi bộ ở trung tâm luôn. Hầu như bây giờ đi Đà Lạt người ta khoái ra ngoài vùng ven hơn, homestay mà vùng núi này nọ chứ không có vô trung tâm. Ừ. Hồi trước thầy còn nhỏ mới 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 lớp 5 gì đó, trời vô là kiếm cái đó hình như hồi năm 2000 á. Ủa, và 2000 mấy á, lớp 5 là như 2004 2000. Để thầy nhớ à. Thầy lớp 1 là năm 1999. Ồ 199. Thầy 99 đúng rồi. 98 99 không nhớ nữa. Thì khoảng năm 2000 mấy á. À, nhiều bạn còn mới sinh lên cái Đà Lạt, trời ơi kiếm cái chỗ nhà nghỉ không có luôn, là các bạn hiểu đó là có xe du lịch. À, do cô ấy, là bên bên trường tiểu học, giáo viên trường tiểu học thì nó thì nghỉ hè mà thì làm các thầy cô là đi đi Đà Lạt chơi, xe du lịch chạy lên tới đó. Ừ. Đường hồi xưa đâu có như bây giờ, rồi đi phải 8 tiếng đồng hồ mới tới, mà rồi tới là kiếm, mà hồi xưa cũng không có đặt phòng trước nữa, cái điều kiện mà đặt phòng này nó cũng khó lắm, nó không có dễ làm bằng điện thoại mà mình không biết số điện thoại nữa, mà nó đâu có internet với lại Google như bây giờ, mới năm 2000 mấy à. Lên đó mới đặt, mà lên là 10 giờ đêm hả. Nhưng mà các bạn biết là nhà nghỉ hồi xưa khách sạn cũng có nhiều nữa, có nhà nghỉ thôi, nghỉ người dân, nhà dân người ta mở, trời ơi kiếm không thấy luôn, toàn là rừng cây không, mà đèn cũng không có nữa kìa. Ở Đà Lạt hồi xưa đó các bạn đó, cái hồ Xuân Hương mà xung quanh toàn là cây không là hiểu rồi đó. Đó. Kiếm không có, mà kiếm 2 tiếng hồ mới ra có chỗ hơn để đưa khách du lịch. Đó, mà cực chưa, nhưng mà đúng là cái không khí là cái đó Đà Lạt thiệt, nó lạnh kinh khủng luôn, có mười mấy độ à.
10 độ mười mấy độ à. Ừ. Mà mùa hè gặp vô mưa, trời ơi, mưa mà rớt giống nước đá rớt nữa. Có mười mấy độ, các bạn biết là 10, 13, 14 độ, 13 độ. Đó là cái thời điểm này đi Đà Lạt mà thở ra khói là các bạn hiểu rồi đó. Thở ra khói nha, giống như đi nước ngoài đó. Rồi xuống chợ Đà Lạt mà vẫn quay, nó không có đông luôn á. Thở ra khói luôn. Giờ Đà Lạt đâu thở ra khói. Hồi đó nó lạnh kinh khủng, nó thở ra khói là hiểu tới mười mấy à. Là ra ngoài đường là ai cũng chùm cái áo len á. Cái áo len ai cũng bắt buộc phải áo len đội chùm lên thở ra khói. Trời ơi. Còn giờ là các bạn lên chơi là bận đồ bình thường được rồi. Hiểu rồi ha. Năm 2000 mấy. Rồi. Giờ bạn là năm 2000 mấy là mới mới sinh nè. 2004 năm gì đó. Mà cái chợ hồi xưa nó không có lớn. Nó không có bán ra tới ngoài đường nhiều, nó chỉ có trung tâm chợ rồi vô giống vắng que. Ừ, giờ dọc cái thang đi bộ là ăn uống này nọ đó. Đúng lạnh nhưng mà khỏe thiệt. Đúng không khí thiệt, lạnh ngắt à. Các bạn cứ đo ra có mười mấy độ à. 12, 13 độ à. Giờ Đà Lạt đâu có mười mấy độ nữa, giờ chắc 20 độ. Chắc 20 độ rồi. Giờ nào vô mùa lạnh thì mây mây nó còn tụt xuống xíu, còn giờ hai mấy độ rồi. 20, hai mấy. Rồi. Đây rồi ta. À, vậy là để đáp ứng cái nhu cầu phát triển đúng không? Thì nó đó thầy cứ đưa ra thêm lý do thì các bạn có thể bắt chước cái này là những cái chợ mà nó có sự phát triển là để đáp ứng cái vấn đề mua sắm ngày càng gia tăng. Bởi do dân số phát triển, đó các bạn có thể đưa vô và phát triển về cái gì nữa. Ở đây phát triển du lịch thì dù thậm chí là trung thành phố cũng là phát triển dân số. À, sự phát triển dân số, dân nhập cư nhiều đó, các bạn đưa cái lý do này cho cái chợ trung thành phố vẫn được. Ừ, phát triển về dân số bởi do dân nhập cư nhiều, người lao động học tập làm việc ở các tỉnh tới nhiều, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh nè, đó. Nó đáp ứng về nhu cầu phát triển đó cho nên là nó phát triển ra ha. Nè, spill over into pedestrian nè, rồi nó phát triển, nó chiếm luôn cái đường đi bộ ở trung tâm thành phố. Hàng trăm gian hàng bây giờ đông lắm, giờ chợ Đà Lạt lớn mà. Nó trở thành một cái địa điểm thu hút người khách du lịch và địa phương ha. Các bạn coi xuống dưới bài nâng cao thầy còn mấy cái ý kia nữa đó. Rồi chợ nổi nè. Thì chợ nổi chợ sông thì đương nhiên nó đã lớn từ trước rồi. Là nó chiếm cái khu vực giao nhau của con sông nè. Và mấy năm nay nó phát triển là nó chiếm lên trên, không chỉ dưới, gọi là trên bến dưới thuyền á, là nó chiếm lên cái khu vực trên cảng luôn. On crowd space à, nó bán bên trên luôn các bạn. Và khu vực nhà dân luôn ha. Hồi trước thì dưới sông thôi. Thì có hàng trăm, cái này không gian hàng thì nó sẽ là thuyền ha. Nè, có hàng trăm là thuyền gì? Thuyền bằng động cơ hoặc là thuyền chèo, stand up rowing, nghĩa là thuyền chèo á, đứng chèo đó các bạn. Ở những khu vực sông dày đặc. À, thay vì ở đây, ở bên trên là mình nói là khu vực ở đúng không? Đây là khu vực sông, water area, khu vực sông dày đặc. Nó ăn điểm từ vựng liền. Và nó trở thành là nơi thu hút hàng ngàn, ủa? Này chắc thầy bấm thiếu rồi. Hàng ngàn người dân với khách du lịch đó các bạn. A thousand of locals and merchants and visitors. Có hàng ngàn. Này thì ghi thiếu á. Rồi làm đi các bạn. Làm cái chợ nó lớn như thế nào nhé. Đó các bạn thấy không, là cái form mà thầy cho nó sẽ giống nhau. Nếu mà tính theo cái lý thuyết thì nó giống nhau hết đó các bạn. Là tóm lại cái ý này là mình chỉ cần nói là nó lớn hay nhỏ, hồi đó nó lớn hay nhỏ, bây giờ nó lớn hay nhỏ, nó chiếm cái gì. Ừ, còn các bạn không nhớ quá khứ thì thôi các bạn cứ nói hiện tại luôn cũng được, nó chiếm cái gì. Đó, mình biến đổi chút xíu. Rồi cụ thể là có bao nhiêu gian hàng, là nơi nó là thu hút ai, thu hút sự kiện gì, thu hút ai, hết. Đơn giản ha. Tại vì đúng là các bạn chỉ nói có 2 phút thôi. Cho nên là mình sẽ tóm gọn cái ý mà mình đưa cái từ vựng tốt vô. Ý thì đơn giản thôi.
Thì trong cái ý đó là mình sẽ xen kẽ cái từ vựng tốt vào ha, chuyên về chủ đề càng tốt.
Rồi tiếp ha các bạn. Tiếp nhé. Thì nhắc lại là các bạn vừa viết mà vừa tập tập nói luôn nha các bạn. Rồi lý do tại sao mình thích. À, ở đây lý do nhiều lắm ha. Chắc chắn là mình thích gì mình có lý do gì nói đó thôi. Rồi nhưng mà thầy sẽ cho cái lý do cơ bản nhất. Cái lý do tôi thích đến cái chợ đó là cái gì? Không khí và hoạt động của chợ. Thường là thì nói chung là nhiều lý do lắm, có thể do mua sắm. Có thể là do mua sắm, đi chơi, tham quan cũng được. Đó. Rồi nhưng mà cái chung của chợ, nhất là các bạn đi chợ mà theo kiểu đi đi chơi thì mình lại thích cái không khí và hoạt động của chợ, nhất là những cái chỗ mà các bạn đi du lịch. Thì mình thích vô chợ giống như chợ Đà Lạt đó để không khí. Không khí và cái hoạt động tại chợ. À, còn cái gì nữa thì các bạn cứ nói ra Rồi không khí hoạt động tại chợ. Cụ thể đó là mình sẽ giải thích ra. À, mình tới chợ đó thời điểm nào? Mình cảm nhận không khí ra sao và hoạt động tấp nập giữa người bán người mua ra sao? Rồi có một cái câu chung thầy cho là kiểu là câu để nhấn mạnh cái sở thích nó của mình nè. Thì cái khu vực mà có chợ đó, trung thành phố dường như là sống động khi mà chợ nó mở, và con đường thì đầy người, supposedly là bận rộn hay là rất là nhiều người đó. Nó cũng tương đương với cái chữ crowded, bận rộn rất nhiều người đến từ nơi khác, để đến chợ. Thì thật ra câu này câu chung chung thôi, các bạn đổi khác cũng được, nghĩa là khi mà chợ nó mở, có thể là chợ chợ chính luôn cũng được, mở hàng ngày, hay là chợ sự kiện cũng được. À, ví dụ như chợ Đà Lạt nó mở hàng ngày, thì khi mà tối chợ mở thì cái khu vực xung quanh chợ đó nó trở nên sống động. Thì các bạn có cái ý khác các bạn cứ đưa ra, nghĩa là khi chợ mở thì khi chợ đó mở thì cái khu vực đó như thế nào. À, thầy mới cho cái chữ alive là trở nên sống động. À, các bạn đưa ra nhiều lắm, rất nhiều ánh đèn đẹp, rồi kết hợp giữa màu sắc của ánh đèn và những cái mặt hàng, nó làm rõ lên cái vẻ đẹp của những cái món hàng được bán ở chợ cũng được á. Rồi cái đó là, rồi tiếp theo đó là người ha. Từ đây thầy mới chỉ ghi là puzzling, đó từ vựng hay không? À, với người đến từ nhiều nơi đến chợ để mua bán, mua sắm buôn bán gì đó, nhờ khách du lịch để tới du lịch luôn. Rồi quan trọng các bạn coi đây, cái lý do chính mà tôi thường đến cái chợ, khi mà tôi thích đến chợ năm mới, chợ Giáng sinh đó là không khí rất là tuyệt vời. Giám khảo làm rất đơn giản ha. Rồi bắt đầu mình giải thích ra nè. Khi tôi đến đây hồi tháng 12 vừa rồi thì dù nó lạnh hay ẩm ướt như thế nào, nhưng thành phố Manchester trở nên sống động khi mà chợ nó mở ha. Thì thường là chợ nào mở nó cũng sống động hết. Rồi con đường thì bustling with people, rất là đông đúc người, và có một cái cảm nhận mang tính lễ hội rất là cao, là festive feel. Từ này hay á, festive feel, không khí lễ hội. To the city, tại vì cái này đúng là chợ lễ hội mà. Rồi dễ hiểu ha. Coi cái chợ năm mới này thì thật ra nó giống thôi, nhưng mà thầy sẽ cho các bạn coi thêm những cái ý mà thầy bổ sung nè. Cái lý do tính mà chính mà tôi hay đến chợ năm mới đó chính là không khí bận rộn và rất là tuyệt vời, với nhiều hoạt động giữa người mua và người bán tại quầy. Đó. Giữa người mua và người bán tại quầy có nhiều hoạt động luôn. Đó, cho các bạn học thêm từ vựng. Người mua người bán tại quầy, hoạt động trao đổi, các bạn có thể đưa ra hoạt động gì cũng được, hoạt động trao đổi sản phẩm, hoạt động này hoạt động nọ, hay là hoạt động khuyến mãi gì đó. Khi mà tôi đến đây tháng 1 năm ngoái thì rất là tuyệt ha, không khí rất là ấm và thời tiết nó cũng rất là mát đó. Nói về không khí và thời tiết luôn, dựa trên cái ý bên trên rồi, và thậm chí là cảnh đẹp rất là đẹp, cũng như là cảnh rất là đẹp. How beautiful the surroundings were. Nhưng mà các bạn
Có thể đưa cái khác cũng được, surrounding, the flowers, hay là decoration gì đó xung quanh rất là đẹp. Cũng như là sự bận rộn của những người tham gia vô những hoạt động trao đổi sản phẩm, tham gia vô hoạt động trò chơi của chợ Tết á. Rồi thì trung tâm dường như là trở nên sống động khi mà chợ mở, chắc chắn các bạn có ý khác thì trở nên như thế nào nữa các bạn cứ đưa ra ha. The streets were crowded with people. There was a real effective feel to the area. Cái này giống như thầy giữ lại ha. Rồi thầy đọc cái chợ nó mới đi. The main reason I've enjoyed visiting the New Year Market is the fantastic and personal atmosphere with different activities among those viewing items and salespeople at the stalls. When I went there last January, it was very interesting. How warm but cool the weather was, how beautiful the surroundings were, as well as how busy people were involved in the different chances for items. My town seemed to come alive, and when the market opened, the streets were crowded with people, and there was a real festive feel to the area. Nó đơn giản ha. Rồi, chờ Đà Lạt. Rồi, quá trời luôn, thấy chưa các bạn? Rồi, chờ Đà Lạt nè. Chờ Đà Lạt. Thì thầy nói rồi, đây là cái bài đại diện thôi. Các bạn vẫn có thể làm ý khác vẫn được. Rồi. Cái lý do chính mà tôi thích đến chợ Đà Lạt đó là không khí rất rất là tuyệt nhưng không quá náo nhiệt, không quá huyên náo ha. Không quá huyên náo. Là không không có tùm lum, không có ồn ào đó. À thì kiểu giống như là Đà Lạt là nơi đi nghỉ ngơi mà, thầy cho thêm thôi. À. Không quá huyên náo. Nhưng mà hên xui nha, bạn nào muốn thích huyên náo cứ đưa huyên náo vô. Rồi, tại vì kiểu là nơi để du lịch nghỉ ngơi đó. Với hoạt động giữa người mua và người bán thì nó giống như bên trên. Khi mà tôi đến đây mùa hè năm ngoái thì rất là ấm ha, nói chung giống nhau hết nha bạn, thời tiết mát. À, các bạn muốn cho thời tiết lạnh luôn cũng được. Rồi, how beautiful the world, nói chung giống hết, thầy đang làm theo cái form nó giống nhau. Các bạn có ý khác cứ đưa ra ha. Mấy bài nâng cao bên dưới nó còn nhiều lại ý khác nữa các bạn bổ sung vô. Thành phố thì vào đêm thì rất là sống động khi mà các quầy nó mở. Rồi à, giống nhau hết. Ok giống hai các bạn. Rồi đến chợ chợ nổi nè. Cái lý do chính mà tôi thích đến chợ nổi đó là không khí rất là huyên náo, bận rộn và rất là tuyệt với hoạt động giữa người mua người bán ở trên thuyền. Đó, ở trên thuyền. Còn các bạn có thể ví dụ hoạt động gì đó cũng được. À, có cao cổ đó. Các bạn có thể đưa ra cao cổ của vùng miền Tây đó. Ừ, đưa vô. Hát, có hát nữa nghe các bạn. Cao cổ rồi trò chuyện xôn xao kể về những câu chuyện mà dân gian ở à. Có nghe các bạn, vùng miền Tây mà. Khi tôi đến đây thì vào năm ngoái, mùa hè năm ngoái thì không quá nó dù nó rất là nóng, miền Tây là nóng rồi. Nhưng mà vẫn mát là do cái con sông. Quite cool the temperature of the river was. Kiểu giống như đảo ngữ các bạn muốn ghi trực tiếp luôn là the temperature of the river was quite cool cũng được. And how beautiful the surroundings were as well. How busy people were involving different chances for items. Nó giống nhau hết nha. Nói chung là các chợ thì trao đổi sản phẩm thì hoạt động huyên náo là tương đương. Cái thị trấn mà tôi đến là khi mà chợ thì nó rất là sống động. Rồi nước thì đầy đầy người trao đổi sản phẩm à, nó hết rồi nè. Rồi giờ thì nói chung ý này giống nhau hết, chỉ khác một chút, nhưng mà các bạn có thể coi những bài nâng cao nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc một bài cho các bạn, thậm chí là cái bài mấy cái bài thầy có chia ra một số bài là simple là bài dễ nè, còn bài mà nè có những bài nâng cao hơn nè, simple thì nó ngắn hơn. Ừ. Nhưng mà không có bài nào
À quên, còn những bài mà nâng cực nâng cao không nâng cao lắm nó cũng vừa thôi. À, chơi Long Xuân Hà Nội nè. Ừ. Để chơi các bạn. Nhiều lắm các bạn cứ comment dưới nha. Thì có cho nhiều lắm các bạn. Chợ Bến Thành, chợ này nọ, Hội An, hình như Hội An bên dưới có luôn đó. Rồi thầy đọc cái chợ nổi đi ha. Nào dài dài thầy khóa đọc cái nào dài dài chứ nói ra nói ngắn thôi. Các bạn nên nhớ là chỉ nói 2 phút cho nên là các bạn chủ động ngắn lại nha. Nhưng mà thà có nhiều ý như vậy các bạn ngắn lại thì cái câu nó sâu sắc hơn. Sâu sắc thuyết phục và từ vựng tốt hơn. Rồi thầy đọc qua ha, thầy sẽ đọc từ từ thôi, không có đọc nhanh. Còn các bạn khá là cứ nói chuyện lưu loát bình thường. Rồi, the floating market. I'm going to describe the regional market economically and culturally significant to the country that I enjoyed visiting several times in the southwestern regions of the country. It's the floating market, a charming aspect of greater aquaculture paid society, consisting of floating communities that inhabited the riverside of Vietnam. This type of market has existed for over 4,000 years in Vietnam river deltas. The merchant vessels are spread across the intersection of major riverways. The vendor from other provinces traveling to a floating market sell the rate of original specialty food and freshly harvested garden fruits. It's a great place to find intricate handmade crafts, such as clay stove, worship items, and other souvenirs. But it's the fruit and cuisine that seem to be the most popular, as a buyer can sit and enjoy them on the boat. Probably the biggest seller is signature products of South Vietnam Delta regions, crab rice, star apples, and plantains in particular, which are both domestically used and gifts for relative friends and colleagues and visitors. The market was already large a long time ago, occupying the intersection of rivers, and is substantially grown in recent years, spilling over even on Crow's Bay and other areas of housing. Apparently, there are hundreds of motorized and standard rowing boats in densely guarded water areas. So, it's become the really big event, daily attracting thousands of locals and visitors. The main reason I enjoy visiting the floating market is the fantastic and personal atmosphere, with different activity among customers and salespeople on regionally featured vessels. Là một cái tàu mà đặc biệt của địa phương luôn đó. When I went there the last year summer, it didn't matter how hot but quite cool the temperature of the river was, how beautiful the surroundings were, as well as how busy people were involved in different chance for items. The town that I visited seemed to come alive when the market opened in the morning. The waterways were crowded with people, and I think there was a real festive, everyday festive feel to the area. Đơn giản. Rồi, chuẩn bị nói. Trời, có cái bài 2 mà quá trời ý thế giới các bạn. Rồi, chuẩn bị nói luôn nha. Thì thầy vẫn khuyên các bạn khá nên nói trước, nên chủ động nói trước. Thì mình sẽ nói luôn 1, 2. Cái nào làm rồi thì nói, thì cứ nhìn bài các bạn, còn không có thì các bạn cứ nhìn bài thầy nói luôn. Hay bạn khá nào chủ động nói được, cứ nói giống như thi luôn cũng được, nghĩa là cứ nói. Các bạn khá đó. Giờ các bạn sắp thi ha. Còn bạn nào mà có bài, với lại trong quá trình nói như vậy đó, thì các bạn khác thì cứ làm bài. Thì đặc biệt là các bạn khá và sắp thi là thầy sẽ hỏi thêm những cái câu hỏi của phạm vi 100 bên dưới. Các bạn cứ cứ chủ động coi và nói luôn. Rồi bây giờ thì đầu tiên là các bạn gửi mail ha. Các bạn gửi mail vào cho thầy. Các bạn gửi mail ha. Còn thì bây giờ các bạn nào gửi mail trước thì nói trước. Gửi mail trước thì nói trước.
Còn các bạn à, bây giờ thầy sẽ ưu tiên ai gửi mail trước có nói trước nha. Thì thầy nhắc lại là không nhất thiết là các bạn phải viết hết, các bạn viết bao nhiêu câu thì có gửi qua là được. Rồi nói xong rồi thầy sẽ coi tùy theo trình độ các bạn, nếu như các bạn khá thì thầy sẽ hỏi thêm luôn. Như thầy nói hồi nãy các bạn cứ chủ động nha. Ừ. Thầy dặn là các bạn cứ share mail qua đi chứ không cần đợi đâu, không cần ghi hết đâu. Là các bạn cứ làm đang làm đúng không? Các bạn share qua cái file Google đó, các bạn share qua cái chia sẻ cho thầy luôn để thầy gửi lại cái mail nhé. Thì ai ai share trước thì thầy sẽ dựa theo đó thầy nói. À. Thì trường hợp mà hết mail rồi thì thầy sẽ chủ động kêu các bạn luôn. Ừ. Thì nhất là các bạn sẽ được hỏi trước là các bạn khá, tại các bạn chủ động được. Còn các bạn trung bình cơ bản thì đương nhiên thầy sẽ cho từ từ được nha, thầy không có kêu liền đâu. Rồi bây giờ thầy sẽ ưu tiên các bạn gửi mail trước nha. Mail mới nha, còn này hai bạn này là bên gửi bên bữa thứ bảy chủ nhật rồi, gửi mail mới nha các bạn. Thầy sẽ tính theo cái mới. Thì thầy nhắc lại là ghi bằng đang ghi cứ gửi luôn. Thầy sẽ coi theo đó thầy nói. Rồi, còn bạn khá thì thầy sẽ có hỏi riêng nữa nha. Rồi làm đi các bạn, bây giờ nói tới 11 rưỡi bình thường nhé. Thì thầy à, thầy báo nữa nè là thứ năm này các bạn sẽ kiểm tra nha, thầy tính nè. À quên, thầy quên là tuần này cuối tháng luôn cho nên là sẵn kiểm tra luôn. Thứ năm các bạn kiểm tra thì các bạn sẽ kiểm tra hết luôn. À kể cả các bạn mới vô á, là làm luôn nha, làm xuống để xem bao nhiêu điểm trên bài IELTS thì sẽ tính điểm luôn cho các bạn. Rồi thì thứ năm kiểm tra, thứ sáu thì học tăng cường bình thường. Thì thầy nhắc lại là các bạn nhớ cái thời gian tăng cường các bạn học là 8 giờ nghe, 8 giờ đến 9 giờ để dành cho nâng cao đó, hoặc là 9 giờ rưỡi. Thì chú ý vô nghe giảng thôi, về các bạn sẽ làm cái phần nâng cao đó, có là phần nâng cao đó đặc biệt là viết nói có nạp riêng. Đó, thứ bảy chủ nhật thì đương nhiên là các bạn nào chưa cứng sẽ lên nói. Thứ bảy chủ nhật là để thực hành luôn á, thực hành luôn. Thì bạn nào chưa cứng lên nói ha. Rồi còn ngoài ra thì thầy sẽ hỏi riêng nữa, thầy sẽ nhắn riêng cho các bạn, thầy kêu lên nữa. Cho nên là nói rất nhiều. Thì cái nhắn riêng là kể cả đang học kỹ năng khác thầy vẫn kêu nhé. Ý là nhắn riêng các bạn là nói với thầy 15 phút thôi thì đó thầy sẽ gọi riêng các bạn qua Skype luôn. Có lưu video cho nó dễ nha. Cho nên là từ đợt này rất là khác so với các đợt trước và điều là lợi ích cho các bạn hết là được nói rất là nhiều. Đó. Thì cái đó là để thầy kiểm soát luôn, là thầy sẽ kiểm tra thường xuyên cho các bạn tương tác nó luôn. Và như vậy thì các bạn sẽ có cái động lực là ở nhà lo chuẩn bị bài. Nói là phải nói thường xuyên. Cho nên là dù tuần nào kỹ năng khác thầy vẫn sẽ kêu các bạn nói nha. Ngoài giờ đó rồi nó có giống như khám ngoài giờ nói. Rồi làm đi các bạn. Ừ, các bạn khá có gì nói thêm phần 3 luôn nha, part 3 luôn nha.
Rồi, ok. Thì để thứ bảy chủ nhật nói. À, hai bạn này bạn nào cũng khá nè. Rồi chắc Vi trước đi ha, chút tại vì nó nhanh lắm, để xong đến Nguyệt nè. Rồi Vi lên Vi ơi. Dạ em nghe thầy ơi. Rồi, chiến nha. Dạ. Rồi, chung. Rồi chút cái gì thầy hỏi luôn, cái câu mở rộng luôn. Rồi. Okay, so do you like going to an open market or supermarkets? Yes, I have an interest in whole experience of searching for something interesting or necessary in great diversity of items, ranging from house appliances imported for each family's everyday use to handicraft for home decoration like paintings being displayed for sale on various stores, booths, Austrian shelves in the big supermarket. I prefer going to a large name brand supermarket that people can have access to a diversity for products to find those with good prices and appreciate for their demands to visiting a flea market in which there could be items with unclear origins and unreasonable prices, or those lower quality or expired. Rồi. Ủa cái này một đồng một chữ thôi mà, đồng thì đọc hết vậy. Very store gì đó được rồi. What do street markets sell in your city? So in several local markets in my city, the most common items used for a family's daily uses like cooking or agricultural produce, as well as livestock commodities such as fresh fruits, vegetables, meats, and necessary supplies for work and study, like learning and office tools. However, there are also many beautiful scraps, embroidery items, and traditional customs with purpose of selling to visitors. Based on your opinion, what is the difference between two kind of popular markets, street market and modern supermarket? The difference between street markets and supermarkets, I think that even the differences between street markets and supermarkets are quite distinct, especially in terms of atmosphere and shopping experience. Street markets are open air, often located in busy urban areas where local vendors sell fresh produce, meats, and even seafood. These markets offer a more personal experience because customers can interact directly with the sellers and even haggle over prices. The products in street markets tend to be locally sourced and seasonal, making them a popular choice for those who prefer fresh and affordable food. On the other hand, supermarkets in Vietnam provide a more organized and convenient shopping environment. They are air conditioned and offer a wide range of products, including imported goods and packed bag items, which are less common in street markets. Supermarkets are more suitable for people looking for reliable pricing and variety, but they may not offer the same level of authenticity as street markets. Đúng rồi.
Ừ, nhưng mà nhớ ra thi thì nói hai ý thôi nha, hai ba ý thôi. Ừ, thì cái này tập cho nó nhiều cho nó có ý vô để nó phần bài. Cái này em đọc là pocket item ha, chứ không phải bắt khoát, này đọc lộn rồi Nhanh mới lộn đó. Ừ, cái đó ba này. lộn. Rồi, do you think people like street markets? In my opinion, street markets are quite popular because they provide a sense of community that is often missing in large supermarkets. At street markets, people can socialize with both vendors and other shoppers, which creates a more personal shopping experience. Many people enjoy authenticity of street markets, where they can find traditional foods, snacks, and locally made foods. For example, in Vietnamese street markets, you can find delicacies that aren't available in supermarkets, which makes the experience more exciting. Additionally, street markets offer flexibility that supermarkets don't. You can often haggle over prices and buy items in small quantities, which is convenient for daily shopping. However, some people might not enjoy street markets due to the lack of organization and ecosystem product quality. Ừ, cái này em đọc là organization bình thường. Ừ, Okay. organization. Ừ, organization. Chứ organize ha. Ừ. Rồi tiếp nè. Ủa cái này đăng ký hả? Ok. Rồi nói chắc nói phần 2 đi. Describe an ordinary or street market that you enjoy visiting. Okay. I impress Bến Thành Market. Bến Thành Market is one of the most memorable open air markets. I visited East Bến Thành Market, located in the heart of Ho Chi Minh City, Vietnam. This market is iconic and must-see for both locals and tourists. It's a vast space that is divided into different sections, each selling a variety of products. The market offers everything from handcraft, souvenirs, and traditional clothing to fresh produce, seafood, and even household items. The market is quite sprawling, with hundreds of vendors packed into relatively small area, creating bustling and vibrant atmosphere. I enjoy most about Bến Thành Market was authentic experience it provide. The market is an excellent place to interact with locals, and you can even practice your negotiation skills when bargaining for prices, which is quite common there. Additionally, the food section of the market was highlight for me. You can find a variety of Vietnamese delicacies, including pho, bánh mì, and fresh spring rolls. The aroma of grilled meat and horse fills the air, making it incredibly sensory experience. I also love affordability of the products. Everything was reasonably priced, especially compared to tourist shops. Overall, I
I really enjoy the dynamic environment, the diverse range of the products, and the opportunity to immerse myself in local culture. Yes, that's it. Được rồi đó. Cái này em đọc là quiet, chứ không phải quiet nha. Đọc là sai. Quiet. Quiet. Khá đó. Có cái này là affordability, bình thường thôi. Affordability. Affordable, nhưng mà là danh từ affordability. Rồi, được. Tốt. Ok. Yeah. Rồi, để tới bạn khác. Yeah, cảm ơn ạ. À, giờ mới thấy bài của Thảo Yến. Chung dí với Yến rồi. Yến nói được mà trốn qua. Hồi Ánh chưa làm xong luôn. Giờ vậy chúc Ánh nói. À chưa luôn hả? Rồi ok. Không sao, các bạn cứ gửi đi, dù thầy bấm chưa có thì thầy lượng. Rồi, tiếp nha. Thầy đợi mail tiếp nha. Giờ nói tới 12 giờ vẫn được. Thầy khỏe. À, Trâm lên rồi Trâm. Giờ quên rồi. À, bảo Trâm lên, Đặng Trâm lên nè. Dạ, em chưa làm xong phần 2 thầy ơi. Chưa hả? Ok. À, cứ nói phần 1 đi, cứ nói phần 1 đi rồi, rồi làm tiếp. Ừ, có bài rồi nè, cứ nói. Dạ. Rồi, thầy giống nghe như rõ hả? Rồi ok, thầy nghe rồi. Bây giờ thầy hỏi giống như bạn nãy ha. Thầy cứ nói bình thường. Nếu mà trường hợp mà nói qua một lần mà chưa tốt thì thầy sẽ chỉnh lại rồi đọc theo. Rồi, câu 1 nè. Do you like going to an open day market? Well, I really enjoy the whole experience of seeing people selling their products, as they are always giving me a feeling that I can trust them, not only for the quantity, but also for the origins. I would rather go to open air market than supermarket, where people cannot negotiate on their products. Đợi xíu. Mấy cái lỗi nhỏ nè. À, thấy nói được đó, thầy hỏi lại ha, cứ đọc lại thầy nghe. Alright, do you have an interest in visiting open air market? Well, I really enjoy the whole experience of seeing people selling their products. They always give me a feeling that I can trust them, not only for the quantity, but also for the origins. I would rather go to an open air market than a supermarket, where people cannot negotiate on the price. Vừa nói được đó. So, what do street markets sell in your city? Local markets sell a diverse range of products, but I would say the most common item in the local market are freshly harvested agricultural products like fruit, vegetables, herb, and livestock commodities as well. Besides, the street market is also famous for street food, which are signature to every country. Rồi, cái này em đọc là vegetables. Vegetables. Vegetable. Đúng rồi, cái này là herbs. Herbs. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Cái lò nhỏ không? Okay, so what is the difference, in your opinion, between a traditional market and modern supermarket? In Vietnam, the contrast between supermarket and street market is quite apparent, especially in terms of pricing and origins. Street market, which are more traditional and usually offer locally grown vegetables, fruit, and even seafood. These markets are where you can bargain on the price, and the price can be more flexible. On the other hand, supermarkets are more modern,
They provide consistent pricing and a wider range of products, including local and international brands. Rồi, được đó. Làm tới phần 2 rồi, nhưng mà chút nữa thầy vẫn sẽ quay lại hỏi cái phạm vi là 10 câu đầu của 100 câu ha. Ừ. Rồi cứ làm tiếp đi. Yeah. Ừ. Rồi các bạn nào nói xong mà nhất là các bạn khá là thầy sẽ quay lại thầy hỏi cái phạm vi cái câu mở rộng bên dưới nha. 10 câu đầu. Thì hỏi bất kể câu thôi chứ không có hỏi hết. Cô Hà có đang ngon làm gì? Bạn Hà gửi bài đi vào mục tiêu rồi. Rồi, đợi các bạn ha. Thì thầy đang ưu tiên các bạn gửi mail á, thì chút nữa nếu mà chưa kịp là thầy sẽ kêu lên nói luôn. Ừ. Các bạn cứ gửi mail đi, chưa kịp là thầy sẽ kêu lên nói luôn, có bao nhiêu nói bao nhiêu rồi. À, các câu còn lại thì các bạn thầy sẽ hỏi thêm, các bạn cứ nhìn bài thầy nói cũng được, thậm chí là các bạn đủ khá các bạn tự chỉnh luôn cũng được nhé. Thì phần 1, phần 2 với lại 10 câu đầu của phần mở rộng nhé.
Tình hình là bị tụt từ từ. Rồi bây giờ tiếp ha. Bây giờ là thầy sẽ kêu lại các bạn khác. Thầy kêu các bạn khác chứ, nói luôn nha. Nói chung bây giờ thầy sẽ bóc xì ngầu và kêu lên nói luôn đó. Ok, đợi thầy chút nha. Thì như thầy nói là các bạn cứ an tâm không sao, cứ làm kỹ từ từ cũng được, tại vì em mình còn thứ bảy chủ nhật là dành cho các bạn chưa cứng thế này, tại các bạn đó sẽ nói chậm và có thể sửa nhiều, cho nên là các bạn có riêng tiết đó rồi cái nói riêng nữa nha, thầy sẽ nhắn lên nói riêng nữa. Thì quan trọng là cái nói riêng đó, là nói được hoài luôn á. Chờ các dẹp ở nhà phải tập nha. Rồi Thảo Yến lên. Yến ơi, lâu quá này chưa nói nè. Em đã xong part 2. Rồi, con có gì thì nói đó, rồi thầy hỏi mấy kia tự chém luôn cho em khá mà. Trốn hoài. Rồi, xíu để xem lỗi rồi. Mấy lỗi từ không có đáng. Rồi, nói nha. Describe the market, open air or street market that you enjoy visiting. I would like to show you an open-air market that I traveled to for my last Christmas in the region, in the central region of Vietnam. It is Da Lat Market, and it's open for several decades. The market stores sell an array of regional specialties, dried harvest fruit, and mouth-watering food. It's a great place to find some handicrafts or souvenir and clothes, which are domestically used or gift for relatives, colleges, or friends. Probably that for jam seem to be a hot food made from fresh ingredients, and it's become a local signature item as a must-try food or souvenir. And probably the market originally was quite small, that occupying just one of the central squares, but it has grown for several years to meet the increasingly tourism demand. So apparently there are hundreds of stores with thousands of trading happening every day. So no doubt that the market seems to be an attractive destination for even locals and visitors. The main reason that I choose Da Lat Market to be my favorite location to visit is the fantastic atmosphere here. I went there in last December, but it wasn't as cold as I had felt. I felt a bit excited entering a very bustling atmosphere, whilst people around were very loud and were busy shopping in lots of stands decorated with Christmas style. The city seemed to come alive and brightly until midnight, when people were getting more and more crowded. The market was bustling with Christmas songs and tourists from different locations heading. Ừ, tốt. Trời, nói được không chịu nói vậy. Rồi hỏi luôn mấy này ha. Kệ đi, cứ em khá là cứ chém luôn, cứ nhìn lý thuyết của thầy chém luôn cũng được. Chỉnh một chút xíu. Rồi phần 1 nè. Okay, so do you like going to an open air market or supermarket? Yes, I do. Because open air market is a wonderful experience that I can enjoy some local dry harvest fruits that I have never buy in any supermarket before. Another reason that I can buy a lot
of specialty products like handmade gifts or beautiful decorated mug that created from locals, which is a local features. Cứ nhìn thêm bài có thầy bổ sung nhé. Tốt. Yeah. Right, so what do street market in your city or hometown sell? I have traveled to Dalat Market, so when I traveled to that place, I saw that a lot of solar stands selling a lot of handmade crafts or handmade souvenir. Another thing that they sell some harvest fruits that which is selling following by the season in a year, like strawberry in spring or mango in summer, something like that. And another, the last one that is more popular is some dried harvest fruits like fruit jams, or which is created from really made from some fresh ingredients, or some handmade clothes with some beautiful and bustling detailed. Okay. And what is the difference between two kind of popular market today, street market and supermarket, you think? I think the first difference that I have tried is the atmosphere between that two kind of places. Like when I go into an open air market, I feel a lot of people around me with some bustling atmosphere there. They have freedom to buy a lot of things and be so fantastic and excited when they enjoy buying some when they enjoy shopping there. But when I go into a supermarket, I just list a detail of listing that I want to buy. I don't feel excited or be happy to go into a supermarket as I went to an original market before. I just want to buy some daily food and some daily ingredients to serve for my personal missions. But when I go to an open air market, I can buy anything. Depends my hobbies or my style. And I can buy a lot of things as souvenir for my parents and all friends. Được. Nhớ lấy cái bài của thầy đưa từ vựng vô nha. Bị trùng lặp từ nhiều đó. Thầy chưa nói nhà phải chuẩn bị kỹ vô. Yeah. Okay. Rồi được rồi đó, Yến được rồi đó. Được rồi đó. Ở đây thì thầy nói vài câu trước thôi nha, còn lại thầy sẽ nói riêng cho các bạn. Các bạn thầy nói cái khâu chuẩn bị bài nha, phải kỹ để các bạn có cái vốn từ vựng tốt luôn. Nhiều khi nói khá chứ nhiều khi không tập là cứ quên từ vựng á. Ủa sao Nguyệt chưa xong vậy? Rồi Ánh Nguyệt lên luôn, nói luôn nè, Nguyệt. Dạ thầy ơi, tại cái bát 1 á, em nhớ là em làm rồi.
Em share lại cái link cũ quá thì thầy sẽ không có nhận được cái thông báo sẽ quá hả? Vậy hả? Ừ, vậy để lục à dưới đây đúng không? Đợi có xe thì em vô em comment nó cũng được rồi, ok. Rồi rồi. Rồi nói nha. Rồi nghe chưa? Nghe rồi. Ủa hình như cái chỗ em nó có cái tiếng gì á, cái gì nó hơi rồ rồ á. Nói nha. Anh tắt cái quạt. À cái quạt. Ừ. Viết ngắn ngắn với viết dài sợ nó quên à, không nhớ được. Sợ không sao, nó ngắn được mà. Rồi, nói nè. Okay. Do you like going to an open air market or more a supermarket? I really enjoy visiting and seeing different housewares in the market because they are necessary for every home. I would much prefer to go to a traditional open air market rather than a supermarket where people cannot bargain on the price. Mm. So what do street markets sell in your city? The markets in my town, the most common items for daily use are fresh fruits, vegetables, occulted products, poultry and meat, as well as cooking tools and detergents. Furthermore, the local market sells a lot of traditional clothes, souvenir, sewing and ingredients to do a handmade things. Mm. And what is the difference in your opinion between street market and supermarket? Yeah, street markets have fresh products. For example, in my city, I live in a coastal city, which means that I can get the freshest occulted products, whereas supermarket sells frozen products. Of course, another main difference is in the traditional market, you can bargain with the sellers. When you get the reasonable price you want, that's a small win. In contrast, maybe supermarkets is better for the introvert person who no need to communicate with lots of people. Rồi. Cái chợ cái này là viết xong chưa? Như chưa viết xong đúng không? Dạ mới có hai ý ạ. Rồi nói luôn đi. Describe an open air market that you enjoy visiting. I'm going to describe a street market that I've enjoyed visiting many times in Hội An City, which is located in the center of the ancient town Hội An. The market stalls are spread across several sites in the pedestrian street. The market is planned by the city council to be framed as a cultural landmark and as a major point of commerce in the province as well as for international tourism. Ông đọc luôn này nè, đọc luôn ý hai nữa. Yeah. Ý mỗi hai. Ủa này chưa hết hả? Cái gì dưới ạ? Dạ, tại cái dưới nó là câu hỏi khác. What the market sells? Yeah. What the market? Ủa cái này là của cái phần 2 luôn hay sao? Dạ, em đang làm cái post 2. Ừ, chung luôn đó. À, chung đọc luôn á. Ừ, đọc luôn. The store sells an array of almost cultural things consisting of foods, beverage, handmade crafts such as jewelry, ornaments, wooden toys, and other souvenirs and bohemian clothes.
But it's a special, but it is the specialty food that seems to be the most popular, Gao Lao and Mei Wang. Rồi được rồi đó. Yeah. Ok, ngủ chưa? Chưa sao? Dạ, cảm ơn thầy. Rồi được. Rồi, Châu lên này Châu. Rồi, chuyển luôn nè. Okay, do you like going to an over the market or a supermarket? In Vietnam, I enjoy visiting both open air market and supermarket, but I tend to lean toward open air market because they offer a more authentic and vibrant shopping experience. The dynamic nature of their markets with freshly prepared street food, handicraft items, and local sourced vegetables makes shopping more exciting, and the vendors are offering enthusiasm and willing to offer you better deals, which add to the personal esteem. However, supermarkets are also very practical when I need to shop for branded goods or a packaged product. They are more organized and streamlined, and they are offer option air conditioner, which is a huge benefit in Vietnam hot weather. And supermarket also offer a broader range of items, including imported products that are harder to find at open air market. Still, I think open air market give a better sense of traditional and local culture, which is why I prefer them for my everyday shopping needs. Rồi chỉnh âm cho thầy một số chữ nè. Nhưng mà em nhớ đọc kéo dài âm ra, nó đọc rõ âm, kéo dài âm, nhấn âm rõ một chút nha. Yeah. Em đọc nó hơi bị nhanh, dành ra nó ngắt cái âm, nó bị ngắn, cái âm nó không có rõ. Yeah. Nhớ chú ý là đọc nhấn âm rõ, đọc kéo dài, đọc từ từ thôi, không cần nhanh. Tại vì thực tế ra thi phần 1, chừng giống như trong video thầy giảng là chừng có 3 đến 5 ý được rồi, không cần nhiều. Thì mặc dù đúng là làm thì luyện tập thì nhiều, mình chỉnh làm. Rồi, cái này em đọc là branded. Goods luôn á, branded goods. Kéo dài âm ra. Pocket products. A pocket product. Organized and streamlined. Organized and streamlined. Này đọc ở đây ha. Streamlined. Rồi, air condition. Air condition. Imported products. Imported products. Cái này đọc là products. Products. Đúng rồi. Local culture. Local culture. Culture. Rồi, ok. Đúng là thầy sẽ kêu em đọc lại nhưng mà không kịp cho nên là thầy sẽ nói riêng. Yeah. What do street markets sell in your city? Street markets sell a combination of essential goods and unique products, offering something for both locals and tourists. You find fresh products like seasonal fruit and vegetable, as well as a wide range of street food stalls that serve local delicacies. Popular street food items included fried snack, barbecue meat, and steamed bun, which are not only affordable but also give you a taste of the local cuisine. Beyond food, street markets are a great place to discover handicraft goods, such as pyramid, wooden basket, and artisanal jellies. The items are often made by local craft people, giving them an authentic and cultural significant touch. Street market also sell second-hand clothing and vintage items.
making them a budget-friendly option for supper, and the mix of the practical and special products create a vibrant and interactive shopping environment. Rồi đọc lại cho thầy. Essential goods. Essential goods. Unit products. Unit products. Street food stores that serve local delicacy. Street food store that serve local delicacies. Ceramics. Ceramics. Woven baskets. Woven basket. Artisanal jewelry. Artisanal jewelries. Okay, got that. Got it. Okay, what is the difference between street market and supermarket? In Vietnam, street markets and supermarkets offer distinctly different shopping experience. As street markets are often outdoor and provide a more local and authentic atmosphere, they are known for selling fresh products, seafood and meat, often at a low price due to the abilities to handle. One of the key features of street markets is the seasonal varieties, where you can find fruit and vegetables that are only available at a certain time of the year. And on the other hand, supermarkets are more modern and structured, offering a fixed price for goods. And supermarkets are popular for their wide range of products, including imported goods, branded items, and packaged food, which are less commonly found in the street markets. They are also more hygienic and provide a more convenient option for busy people who want to get everything in one place. Overall, street market offers a more personal and interactive experience, while supermarket are focused on efficiency and comfort. Cái này là chủ động nha, tại vì siêu thị tập trung vô thì mình xài chủ động bình thường. Rồi cái này em đọc là hygienic. Hygienic. Đúng rồi. Rồi thì từ nhiều đó làm cứ làm vậy để cho có bài nói. Right. Do you think people like street markets? Street markets are widely appreciated for several reasons. Firstly, they offer an affordable shopping experience compared to supermarkets. Many often sell locally sourced products at lower price. This cost effectiveness is a major draw for many people. Moreover, street markets are known for their lively and enriching atmosphere, which contrast with the often sterile environment of the supermarket. And the chance to explore a variety of goods, including fresh fruit, vegetables, and local delicacies, make this market particularly appealing. For example, in Vietnam, street markets are often are popular for their street food, which provide a taste of authentic local cuisine. Furthermore, the cultural experience of shopping in the street market allow people to immerse themselves in the local tradition and interact with other communities. However, some people might dislike street market due to their disorganized layout and the potential inconsistency in product qualities, as well as the lack of air conditioning compared to supermarket. Rồi, chỉnh lại cho thầy cái này. Lively and engaging atmosphere. Lively and engaging atmosphere. Sterile environment. Sterile environment. Cái này không? Em đọc là goods, chứ không phải got. Goods. Yeah.
Are there many street markets in your country? Indeed, street food and markets play a significant role in my cultural experience. Individual from an socioeconomic background frequent the street in the morning to acquire the freshest provide available from local vendor. Luckily, the qualities and pricing of street sources produced are unparalleled. It is virtually impossible to obtain fruits and crops that have been freshly cut and served on the plate from a supermarket. Rồi, cái này em đọc là unparalleled. Unparalleled. Đọc là đây, unparalleled. Đúng rồi. Unparalleled. Nói chung là học em cá cho nên từ một lần. Rồi, phần 2 luôn ha. Destroy the strip market or an open air market. Does you enjoy visiting? Well, I'm going to describe an open air market that I enjoy visiting when traveling to Central Highland Region of Vietnam. It's the Da Lat Night Market, which is next in the heart of Da Lat, a picturesque highland city in Lam Dong Province, Vietnam. It has been open for several decades. The market stalls are spread across several sites in the Dacian Street, and the centerpiece is the large region market. And the market is planned by the city council to be framed at a cultural landmark and as a mature part of the commerce in the province, as well as for international tourism. And the Da Lat Night Market stands still on a prey of the region specialities, consisting of food and agriculture products, the great display to far intricate handmade craft, structure and embroidery items created by local or ethnic inhabitants for souvenir. However, what truly sets this market apart is its abundance of the freshly harvested garden fruit, vegetable, flower and cuisine. Probably the biggest seller is fruit jam as well as a syrup, which are both domestically used and kept for relative friends or colleagues. And the market was originally quite small, occupying only two or three areas of housing surrounded by forest, but it road for several years to meet an increased demand for shopping resulting from the growth of the local population and the development of the tourism boom, spilling over into a wide pedestrian street in the city central. Apparently, there are hundreds of stores now, so it's become a really big destination attracting thousands of local and visitors. And what makes the market stand out is not just a vast of selection of food, but the lively and the welcoming atmosphere. And the market is enormous, with hundreds of stones spread around the pedestrian street. Every evening, it becomes a height of activities at local and tourism Mikko, serve or savor the local cuisine. And the last time I visited, I was struck by how alive the city feels at night with cool mountain air adding to the experience. The market perfectly encapsulate the essence of the Lat charm, luckily yet vibrant, vibrant, and it is a place where I feel truly connected to my local culture, and that's why I remain one of my favorite market to visit. Rồi được, nhớ đọc vừa thôi, đọc kéo dài ra xíu. Cái này em đọc là regional specialties. Regional speciality. Sculptures. 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 Đúng rồi. Embroidery items.
Impoiry item. Thôi, được rồi đó. Ừ, còn nói gì nữa đó. Rồi, được rồi. Rồi, tới đây được hai các bạn. Thì như thầy nói là các bạn sẽ còn cái tiết nói riêng. Và thứ năm này thì nhắc là các bạn còn tiết nói riêng đó để thầy nhắn riêng cho ha. Thứ nhắc lại là thứ năm các bạn kiểm tra 4 kỹ năng. Ừ. Lên ở đâu thầy sẽ cho làm đúng. Bữa đó thầy hướng dẫn luôn. Thì chắc chắn là bữa đó mình sẽ làm tiết 3 kỹ năng trước, còn nói là các bạn vẫn sẽ thu âm riêng để thầy chấm. Thứ sáu thì học bình thường tăng cường ha. Thì thầy nhắc lại là cái đó không bắt buộc, thì các bạn không kể cứ on, đặc biệt là các bạn khá sắp thi thì nên học thường xuyên. Bây giờ là cái tiết đó là dù ít thầy vẫn sẽ giảng luôn, thầy sẽ giảng rồi chủ yếu là không không bắt các bạn trả lời, mà chỉ sẽ giảng cho các bạn nắm cái lý thuyết nâng cao để các bạn về làm, rồi thầy chuyển thêm video vô trong đây nữa đó. Cho nên là các bạn cứ chủ động nghe, chứ trường hợp là vắng không ai thì thầy dời bài, nhưng mà chắc chắn là hầu như bây giờ bài rất là nhiều, cho nên thầy sẽ đẩy vô luôn, thầy sẽ dạy luôn một hai đứa, thầy cũng dạy luôn rồi, thầy chỉ nghe thôi, để có gọi để nghe học có một tiếng. Tại vì đợt này thầy chỉnh lại là một tiếng thôi là đã học được, giống như ở, học tới 2 tiếng mà nếu mà có trả lời đó, nếu mà có làm bài, cho nên học một tiếng rưỡi rất là nhiều nha, thầy giảng liên tục luôn. Chủ yếu là cái bữa đó sẽ học về lý thuyết phần, có thể là học cái reading phần 3 tiếp, tại reading phần 3 nó còn cái phần bài nâng cao nữa, chưa có hết đâu, và thêm cái phần 3 của phần speaking, cái phần mà thầy mới giảng, thầy mới cho các bạn coi nãy đó. Nhưng mà các bạn khá thì cứ chủ động học trước được nha. Rồi thứ bảy chủ nhật thì chủ yếu thực hành speaking cho các bạn chưa cứng. Nhưng mà ai muốn thực hành thêm thì cứ vô lớp nó thực hành thêm cũng được. Nhưng mà chủ yếu các bạn nào chưa cứng thôi nha, chứ các bạn khá là khó khổ vô, tại vì các bạn sẽ nói được nói riêng. Rồi. Với lại nhớ là các bạn nộp cái bài speaking nha, nộp cái bài là các bạn gửi cái mail á. Tới thầy chỉ nè. Thì ví dụ mail này ha, thì các bạn cứ soạn soạn thư. Đó, ghi cái mail của thầy ha. Rồi các bạn gửi, các bạn vẫn sẽ gửi lại cái link của cái bài speaking của mình, cái bài Google đó. Rồi các bạn thu âm chuyển vô thêm trong cái mail này nó rồi gửi qua cho thầy ha. Thầy sẽ vừa nghe mail giống như hồi nãy rồi kiểm cái âm với lại cái bài viết của các bạn luôn để sửa ha. Thì cái đó chủ yếu là nhất là các bạn chưa cứng á, để thầy ở nhà thầy sửa từ từ. Còn các bạn khá thì khỏi gửi cũng được, thầy sẽ kiểm qua cái câu hỏi một cái bài cũ bài mới, rồi những câu hỏi mở rộng và câu hỏi thử sức luôn. Thì các bạn cứ chủ động làm. Chủ yếu các bạn khá thì thầy sẽ nghe nội dung là nhiều, cách dùng từ ý tưởng nó bị thiếu cái gì đó thầy sẽ khuyên để cho các bạn phát triển, còn lại con nó các bạn chủ động được rồi, nhớ nha. Thế chung càng khá là càng phải nắm cứng vô. Các bạn trung bình cơ bản mới là khỏe đó, tại vì các bạn được học từ từ. Nhưng mà thi thì chắc hầu như chưa chưa thi được liền, tại vì chưa đủ cứng nha. Còn các bạn khá trên từ từ phải luôn ôn kỹ để nhớ bài. Nhớ đó. Rồi còn gì nữa thì nhắn riêng thầy ha. Tính cho học tới 12 giờ, nhưng mà thôi để cho các bạn về làm từ từ. Chứ thầy còn tỉnh lắm. Rồi chào các bạn nha. Xong.